Diệp Thần lúc này mới phát hiện, trên mặt đất in một chữ, là một cái chữa trận. Theo máu tươi rơi xuống, cái đó chữa trận, cũng là thả ra vô cùng chói mắt tia máu, rào 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 vang dội, ngay tức thì bạo phát ra thiên bách trận pháp, xé nát hư không, đem Diệp Thần và ma đế bóng người, cũng bao phủ đi vào. Bị trận pháp bao phủ, Diệp Thần nhất thời cảm thấy hô hấp có chút nghẹt thở. Cái trận này chữ, là 33 thiên thần văn. Diệp Thần một mắt tới giữa, chính là dòm ngó thấy chân thực, thấy rõ đến trận kia chữ bí ẩn. Cái trận này chữ, lại là 33 thiên thần văn một trong. 33 thiên thần văn, mỗi một cái đều là dùng không không thời không năng lượng hội tụ mà thành, có khó lường thần uy. Ở đó 33 đạo thần văn bên trong đó thì có Phạm Thiên Thần Công thuộc 9 chữ chân ngôn. Nếu là có thể đạt được tương ứng thuộc thần văn, Phạm Thiên Thần Công lực sát thương, đem sẽ thật to tăng lên. Trận chữ thần văn một kích sống, vô cùng trận pháp uy năng, chính là ùn ùn kéo đến, hướng Diệp Thần và ma đế chút xuống tới. Xem ra Thiên Thanh Minh tương đương cẩn thận, còn ở lao ngục bên trong bố trí đại trận, phòng ngừa ngoại địch làm loạn. Nếu như là cái khác thần văn, Diệp Thần có thể còn sẽ kiêng kỵ một hai, nhưng trận chữ thần văn, đối hắn mà nói, thật là không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ chút này trận pháp, phá cho ta. Diệp Thần tinh thông trận tự quyết, cơ hồ trong nháy mắt, liền thấy rõ rõ ràng chung quanh rất nhiều đại trận vận chuyển bí ẩn. Hắn thi triển trận tự quyết, linh khí nổ, đạo linh lửa tách thả ra, hóa thành một cái phượng hoàng hỏa trận, hí ngất trời, ngay tức thì đem trận kia chữ thần văn nghiền nát. Lệ! Ngọn lửa phượng hoàng, dương cánh tấn công đánh ra, làm được chung quanh tất cả võ giả, vĩnh hằng ma tộc đệ tử, ở trong nháy mắt bị lửa cháy mạnh cháy, phát ra kêu thảm thiết, bi thảm chết đi, trở thành từng cổ tiêu thi. Oanh! Ngọn lửa cuồng bạo đợt khí, lại là trực tiếp hủy diệt cái này lao ngục cùng hang núi. Ánh lửa phóng lên cao. Toàn bộ ma tộc bộ lạc, đều là hoàn toàn chấn động, vô số đạo ma tộc bóng người, xoát xoát phóng tới. Còn có Thiên Thanh Minh nhân tộc các võ giả, cũng là nhanh chóng tập kích bất ngờ tới. Hu hu hu. Phòng bị tiếng kèn lệnh, xé nát nửa đêm, một phiến sơ xác tiêu điều bầu không khí. Đang đang đang. Cổ xưa trầm úc tiếng chuông, ở giữa trời đất gõ. Đó là Lưu Trường Thanh pháp bảo, vô lượng thần khí, thiên vu chuông báo tử tiếng chuông. Nam Cung Nhã Tình ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lâu như vậy không gặp, Diệp Thần vẫn là một như thường lệ vô địch. Cuồng thả, bá đạo, trong nháy mắt liền nghiền diệt toàn trường. Diệp Thần nghe được vậy chuông báo tử thanh âm, liền biết không ổn, vội vàng đi tới nắm Nam Cung Nhã Tình tay, bát quái thiên đan thuật thả ra, chữa trị nàng thương thế, nói, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời đi. Xem ra Thiên Thanh Minh nội tình, không phải chuyện đùa, trừ thiên vu chuông báo tử bên ngoài, lại có thể còn có một cái trận chữ thần văn. Trận kia chữ thần văn bản thể. Khẳng định ở Lưu Trường Thanh trong tay. Diệp Thần mới vừa phá giải, chỉ là thác ấn thôi. Hắn tinh thông trận tự quyết, tuy không sợ hãi trận chữ thần văn ảnh hưởng, nhưng Nam Cung Nhã Tình và Nam Cung Vấn Thiên, rất có thể sẽ bị thương. Bên kia, Già Thiên Ma Đế đã thay Nam Cung Vấn Thiên, giải khai liền cùng xích sắt, cũng dùng đan dược chữa trị hắn thương thế. Nam Cung Vấn Thiên chắp tay một cái, cảm kích nói, Ma Đế các hạ. Luân hồi chi chủ, đa tạ hai vị cứu giúp. Diệp Thần khoát khoát tay, nói, rời khỏi nơi này trước nói sau. Lập tức, Diệp Thần liền kéo Nam Cung Nhã Tình, nhanh chóng đi bên ngoài chạy đi, Ma Đế cùng Nam Cung Vấn Thiên, theo sát phía sau. Bốn người hơi có chút chật vật rút lui, nhưng mà bầu trời bên trong, bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm lạnh lùng. Luân hồi chi chủ, Ma Đế thánh tử, nếu đã tới, cần gì phải đi? Không nghĩ tới hai vị tôn giá, lại có thể sẽ đến chơi ta Thiên Thanh Minh điểm này địa phương nho nhỏ. Chẳng lẽ, các ngươi vậy là hướng về phía Thiết Ngai Vàng tới? Bầu trời bên trong, ba cái trời quân cường giả bóng người, chậm rãi hiện lên. Ở giữa một người, chính là vậy chấp trưởng thiên vu chuông báo tử Lưu Trường Thanh. Lưu Trường Thanh quan sát Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế, nội tâm thoáng qua vô số ý niệm. Diệp Thần và Ma Đế. Đều là đỉnh đầu một nhân vật lớn, một cái là luân hồi chi chủ, một cái là ma tổ vô thiên đồ đựng, hắn không nghĩ tới tối nay sẽ chính mắt thấy được cái này hai người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc đó, hắn chỉ lấy là Diệp Thần hai người, đặt chân thất lạc thời không, vậy là hướng về phía Thiết Ngai Vàng tới. Ha ha, luân hồi chi chủ, ma đế,
các ngươi đều là đời này hào kiệt, khí vận ngút trời, ta ngay cả là thiên quân, cũng chưa chắc là các ngươi địch thủ. Nhưng ta người này, chính là không tin tà. Ngày hôm nay, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút, thần của các ngươi thông. Thiên vu chuông báo tử, máu phạt vô lượng. Lưu Trường Thanh sử dụng một hơi chuông đồng, vậy chuông đồng bên trên, khắc tất cả loại hoa lệ hoa văn, cổ xưa kiểu chữ, nhẹ nhàng chấn động một cái, thì có bi thương trầm thấp tiếng chuông vang lên, giống như đưa tang. Chính là vô lượng thần khí, thiên vu chuông báo tử. Ngay sau đó, Lưu Trường Thanh cong ngón tay bắn ra, lại bắn ra một giọt máu tươi, rơi vào ngày trước vu chuông báo tử trên. Đang! Trong thoáng chốc, thiên vu chuông báo tử tiếng chuông, lập tức vang dội trăm lần vượt quá, chấn động được thiên địa hư không, trời trăng sao không cũng rung chuyển lên. Mãnh liệt tiếng chuông xuyên thấu hư không, cuối cùng vặn vẹo thành một đạo ma âm huyết đao, hung hăng hướng Diệp Thần các người chém chết đi. Ma âm huyết đao chưa tới, Nam Cung Nhã Tình và Nam Cung Vấn Thiên, cũng không chịu nổi vậy chuông báo tử đánh vào, lại là tại chỗ hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần cùng ma đế nhìn nhau, đều cảm ngưng trọng. Nếu như bọn họ không nhìn lầm, mới vừa Lưu Trường Thanh bắn ra vậy một giọt máu, lại là vô lượng cường giả máu tươi. Hắn cũng không biết từ nơi nào, lấy được vậy một giọt vô lượng máu tươi. Lấy một giọt vô lượng cường giả máu tươi, thúc giục chuông báo tử, vậy chuông báo tử tiếng chuông, thật là mãnh liệt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần và ma đế, cũng sinh ra một loại ảo giác, tựa như mình phải bị sống sờ sờ chấn vỡ vậy. Đáng chết, không hổ là vô lượng thần khí, chú ý tiếng chuông này. Diệp Thần khẽ cắn răng, rút ra luân hồi thiên kiếm, liền muốn phản kích. Lưu Trường Thanh vì đối phó bọn họ, có thể nói là xài thiên đại bút tích, lại có thể vừa đối mặt, liền hiến tế ra một giọt vô lượng máu tươi. Ở vô lượng máu tươi bơm vào hạ, ngày trước vu chuông báo tử uy năng, vậy như người thú đến không thể trả lời. Luân hồi chi chủ, ma đế, các ngươi trước mang con gái ta rời đi. Ta tới ngăn lại bọn họ. Ngay tại Diệp Thần muốn phải phản kích thời điểm, Nam Cung Vấn Thiên lại đột nhiên đứng ra, ánh mắt lộ ra đoạn tuyệt vẻ, hướng vậy bạo chém mà đến ma âm huyết đao, hung hăng nghênh đón. Phốc xích, ma âm huyết đao chém xuống, hung hăng ở Nam Cung Vấn Thiên trên người, chém ra một cái vết thương kinh khủng, máu tươi văng tung tóe, xương cốt vết nứt. Cha, Nam Cung Nhã Tình kêu to. Tiền bối. Diệp Thần thấy Nam Cung Vấn Thiên đi ra ngăn cản đao, cũng là một hồi chấn động ngạc. Đi mau. Nam Cung Vấn Thiên cắn răng, bỗng nhiên một nặn thủ quyết, lại là tại chỗ tự bảo. Oanh. Máu thịt nổ đợt khí, ngay tức thì phóng lên cao, hung hăng hướng Lưu Trường Thanh các người đánh tới. Lão này. Lưu Trường Thanh thấy Nam Cung Vấn Thiên đột nhiên tự bảo, lấy làm kinh hãi, lật đật khởi động thiên vu chuông báo tử, ngăn ở trước người mình, khó khăn lắm phòng ngự ở. Cha! Nam Cung Nhã Tình thấy phụ thân tự bạo bỏ mình, lại là kinh hãi muốn chết, chảy nước mắt. Diệp Thần nội tâm cũng là bi thương chấn động, nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ôm lấy Nam Cung Nhã Tình rút lui, đi. Diệp Thần rất rõ ràng, nơi này là Thiên Thanh Minh và Vĩnh Hằng ma tộc địa bàn, ở chỗ này chiến đấu, khắp nơi bất lợi, cho nên nhất định phải mau sớm rút lui. Trên bầu trời ba cái trời quân, cảnh giới mặc dù không coi là cao. Nhưng đến từ Thiên Thanh Minh, liền định trước có vượt cấp giết người năng lực, thực lực chân chính tuyệt sẽ không như cảnh giới vậy, uy năng có thể không phải là đùa, đặc biệt là Lưu Trường Thanh, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, chấp trưởng thiên vu chuông báo tử cùng trận chữ thần văn, lại là lợi hại. Ma đế vậy biết rõ tình thế nguy hiểm, liền theo sát Diệp Thần, nhanh chóng rút lui đi. Đáng chết! Lưu Trường Thanh một hồi mắng, ở Nam Cung Vấn Thiên tự bạo đợt khí dưới sự xung kích. Trong chốc lát cũng khó mà đuổi theo. Dẫu sao, Nam Cung Vấn Thiên cũng là thiên quân cường giả, mặc dù và thái thượng thế giới thiên quân không cách nào như nhau, nhưng tự bạo uy năng, cực kỳ khủng bố. Ước chừng qua nửa phút, vậy nổ đợt khí uy áp, mới bị hắn chân áp xuống đi, nhưng Diệp Thần các người, đã trốn xa. Ta dẫn người đi truy đuổi, các ngươi hai cái lưu lại. Chú ý chúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Lưu Trường Thanh phân phó. Để cho bên người hai cái thiên quân võ giả lưu lại, mình thì dự định mang một chi trăm ra cảnh đội ngũ, trước đuổi theo giết Diệp Thần. Một cái thiên quân võ giả nói, đại nhân, một mình ngươi, có thể đối phó luân hồi chi chủ cùng ma đế. Lưu Trường Thanh ha ha cười một tiếng, liếm môi một cái nói, đừng quên, ta
ta và những cái kia rác dưới thiên quân có thể không giống nhau, ta đến từ thiên thanh minh, là thái thượng thế giới thiên tài, chính là muốn một người chiến đấu, mới có thể khiêu chiến ta cực hạn, ta đây muốn xem, luân hồi chi chủ cùng giả thiên ma đế, có thể hay không địch nổi ta thiên quân uy nghiêm, còn có ta vô lượng thần khí cùng thần văn. Thiên thanh minh thành viên, gần đây chính là tôn trọng giết hại cùng bạo lực, Lưu Trường Thanh lại là như vậy. Huống chi, ta là thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, cảnh giới so bọn họ cao hơn quá nhiều, có thể cũng không cần vận dụng cực hạn, là được đem bọn họ chém chết. Lưu Trường Thanh giọng mang một chút kiêu ngạo, hắn cũng đích xác có kiêu ngạo vốn, lập tức chính là mang mười mấy trăm gia cảnh võ giả, nhanh chóng lên đường đuổi theo giết Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, cùng Nam Cung Nhã Tình và Già Thiên Ma Đế cùng nhau, chạy trốn tới một viên hoang vu trên ngôi sao. Nam Cung Nhã Tình rên lên một tiếng, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, phun ra một hơi màu đen máu bầm. Màu đen kia máu bầm nôn mửa ra, chu vi 10 bước phạm vi đất đai, đều là héo rút đi xuống, thật giống như chết, thổ nhưỡng mất đi sức sống. Thế nào? Diệp Thần thấy Nam Cung Nhã Tình bị thương như thế nghiêm trọng hình dáng, trong lòng chấn động một cái, muốn dùng bát quái thiên đan thuật thay nàng chữa trị, nhưng vô bổ tại chuyện. Ta bị chuông báo tử gây thương tích, ngực thật khó chịu, có thể cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nam Cung Nhã Tình che mình ngực, ngũ quan hơi vặn vẹo, hiện ra rất thống khổ thần sắc. Lưu Trường Thanh thiên vu chuông báo tử, tiếng chuông vẫn là quá đáng sợ, mặc dù phần lớn uy năng, đều bị nàng phụ thân liều chết chặn lại. Nhưng, một số ít tiếng chuông, kích thích đến thần hồn, hay là cho nàng tạo thành nghiêm trọng vết thương. Cái này cổ vết thương, thậm chí liền bát quái thiên đan thuật cũng khó mà chữa trị, chỉ có thể dựa vào thời gian khôi phục. Đây chính là thiên vu chuông báo tử chỗ đáng sợ. Chuông báo tử tiếng vang, nhất định có người mất, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không sao, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần móc ra một ít đan dược, cho Nam Cung Nhã Tình chữa thương, nhẹ giọng an ủi. Ừ, Nam Cung Nhã Tình nhẹ khẽ gật đầu, gương mặt nhưng mang vẻ khổ sở, nhớ tới phụ thân tự bảo, Vĩnh Hằng Thần Điện lại bị xúc diệt, không khỏi ảm đạm thần thương, chảy xuống nước mắt. Diệp Thần biết hiện đang nói gì đều vô dụng, liền trầm mặc, bầu bạn ở Nam Cung Nhã Tình bên người, Ma Đế thì ở một bên canh gác. Canh gác không bao lâu, Già Thiên Ma Đế chính là phát hiện dị thường, phương xa có một cổ khí tức cường đại truyền tới. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy Lưu Trường Thanh mang một chi đội ngũ, đang từ bầu trời phương xa nổ bắn ra tới. Có người tới. Ma Đế lập tức đưa ra cảnh cáo, tự thân ma khí hội tụ, xúc thế đãi phát. Diệp Thần trong lòng rét một cái, ngẩng đầu vừa thấy, thấy chỉ có Lưu Trường Thanh một cái thiên quân, nhưng hai thứ khác thiên quân võ giả không có ở đây, người sau nơi mang theo đội ngũ, toàn bộ là trăm gia cảnh võ giả. Nam Cung Nhã Tình thấy Lưu Trường Thanh đến, mắt đẹp bên trong tràn đầy sợ hãi. Nàng bị chuông báo tử gây thương tích, trong lòng bây giờ tràn đầy bóng mờ. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, các ngươi có thể trốn tới chỗ nào? Ta chuông báo tử tiếng vang. Các ngươi coi như chạy tới chân trời góc biển, cũng là không che giấu. Lưu Trường Thanh ngửa mặt lên trời cười to, dẫn người đáp xuống, sử dụng thiên vu chuông báo tử. Thiên vu chuông báo tử phát ra trầm thấp tiếng chuông, tựa như nói cổ xưa bi kịch, mơ hồ thậm chí cùng Nam Cung Nhã Tình, có một chút đồng tình. Nam Cung Nhã Tình lại nôn mửa ra một hơi máu đen, mặt đầy thống khổ. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nhất định là Nam Cung Nhã Tình, bị chuông báo tử gây thương tích. Cho nên Lưu Trường Thanh dọc theo cái này nhân quả hơi thở, chính là dễ dàng, đuổi giết đi lên. Ma Đế tiền bối, ngươi trước bảo vệ tốt Nhã Trời Trong, ta đi đối phó hắn. Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, nhìn thẳng Lưu Trường Thanh, hướng Ma Đế nói. Đây chính là thiên huyền cảnh 4 tầng thiên thiên quân cường giả. Mấu chốt đến từ thiên thanh minh không có một cái hiền lành. Ma Đế ra mặt hơi quất một tí. Hắn còn muốn cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến. Dẫu sao, kẻ địch quá mạnh mẽ, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, thái thượng thiên mới, tay cầm vô lượng thần khí và thần văn, Diệp Thần cơ hồ không có phần thắng. Không cần lo lắng, ta một người là đủ rồi. Diệp Thần khẽ cắn răng, nếu như liều chết vận dụng rất nhiều lá bài tẩy, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên thiên thanh minh thiên tài, cũng có chém giết cơ hội, nhưng mình tiêu hao tất nhiên nghiêm trọng. Dưới mắt tình thế nguy cấp, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Ma Đế trần chờ một tí,
cuối cùng vẫn là gật đầu, lui xuống, đi tới Nam Cung Nhã Tình bên người. Hắn ma khí thả ra ngoài, đem Nam Cung Nhã Tình bảo vệ được, miễn được nàng lại bị chuông báo tử gây thương tích. Nam Cung Nhã Tình thần sắc vừa chậm, nhưng ánh mắt như cũ tràn đầy lo âu, bởi vì Diệp Thần sắp muốn độc chiến Lưu Trường Thanh. Lưu Trường Thanh, chỉ có một mình ngươi thiên quân sao? Diệp Thần nghiêng nắm luân hồi thiên kiếm, nói. Hi hi, đối phó ngươi, ta một người liền vậy là đủ rồi. Lưu Trường Thanh cười lạnh một tiếng, tái diễn Diệp Thần mới vừa lời nói, hơi có chút giễu cợt mùi vị, bàn chân bước ra, một cái trận chữ, ở sau lưng hắn hiện ra. Rồi sau đó, một cái cổ xưa trận pháp, lấy máu tươi làm chất dẫn, bao trùm bốn phía, đem hắn và Diệp Thần bóng người, cũng hoàn toàn bao phủ đi vào. Ở nơi này huyết trận bao phủ hạ, Lưu Trường Thanh tu vi hơi thở, lại là điên cuồng tăng vọt. Hắn cảnh giới, vốn là mới vừa bước vào thiên huyền cảnh bốn tầng thiên dáng vẻ. Nhưng hiện tại, ở đó huyết trận bao phủ hạ, hơi thở chính là đạt tới bốn tầng thiên cực hạn. Cái gì? Diệp Thần thất kinh. Lưu Trường Thanh pháp bảo cường hãn, vốn là rất khó đối phó, hiện tại hắn tu vi, lại còn tăng vọt như thế nhiều, thế cục lập tức đổi được hơn nữa khó giải quyết. Thiên quân cảnh giới, hơi thở kém một chút điểm cũng là muốn mệnh, khác biệt một trời. Hi hi, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi tinh thông trận tự quyết. Ta trận chữ thần văn, cũng không ở ngươi trước mặt phô trương, ta liền ngắn ngủi tăng lên ta thực lực, tốt để cho chiến đấu mau sớm kết thúc. Lưu Trường Thanh cười hắc hắc, hắn biết rõ Diệp Thần thần thông cường hãn, ở trước mặt hắn phô trương trận pháp, đó là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Coi như hắn có trận chữ thần văn, cũng là vô dụng. Cho nên, hắn phóng thích thần văn, căn bản không là dùng để tấn công, mà là cấu trúc thành một cái máu tươi trận pháp, dùng để ngắn ngủi tăng lên mình tu vi. Sau lưng hắn rất nhiều trăm gia cảnh võ giả, ở huyết trận phía sau ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận công. Bọn họ khí huyết, liền hội tụ nhập huyết trận bên trong, duy trì trận pháp vận chuyển, để cho Lưu Trường Thanh tu vi, từ đầu đến cuối có thể giữ một bụng no đầy trạng thái. Ta hôm nay thực lực cũng không yếu, luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi còn có địch nổi có thể. Lưu Trường Thanh cười gằn, giờ phút này hắn dựa vào trận pháp, ngắn ngủi tấn thăng đến bốn tầng thiên cực hạt, linh khí thật to tăng vọt, thân thể bỗng nhiên chớp mắt, như kinh điện vậy, bạo giết tới Diệp Thần bên người. Một trường hung hăng hướng Diệp Thần bổ đi. Một trường này tàn bạo, giống như có thể phá ra tinh không. Ma Đế và Nam Cung Nhã Tình, thấy Lưu Trường Thanh như vậy tàn bạo hình dáng, cũng là thầm kinh hãi. Đại Thiên Trọng Lâu Trường. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, biết hơi thở đối phương cường hãn, nhưng cũng không muốn yếu thế, trực tiếp tuôn ra chín tầng trời thần thuật bên trong, cường hãn nhất một chiêu. Oanh! Vô cùng cuồng mãnh trường thế. Hung hăng hướng Lưu Trường Thanh đẩy đi. Phịch! Hai người hai tay giao kích, nổ lên ngút trời đợt khí, làm được chu vi ngàn dặm núi cao, đều là rắc rắc sát nổ tung, cương phong kích động. Diệp Thần hơi có chút chật vật lui về phía sau ba bước. Mà Lưu Trường Thanh, chỉ là lui về phía sau nửa bước. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi trưởng pháp vô địch, đáng tiếc tu vi còn kém một chút. Lưu Trường Thanh bàn tay có chút tê dại. Nhưng thần sắc như thường, phá lên cười. Diệp Thần Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, đích xác là 9 tầng trời thần thuật xếp hạng thứ nhất, cương mãnh vô cùng. Nhưng, ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch hạ, hết thảy võ đạo thần thông, đều là vô căn cứ. Nếu như Diệp Thần cũng có thiên huyền cảnh, hắn Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng bộc phát ra đi, 10.000 cái Lưu Trường Thanh cũng phải chết. Đáng tiếc, Diệp Thần chỉ có quá chân cảnh 7 tầng thiên. Hắn Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng sẽ đối kháng hiện ở cái trạng thái này Lưu Trường Thanh, dĩ nhiên là vô cùng khó khăn. Ở gần như làm người ta tuyệt vọng cảnh giới chênh lệch hạ, cái này một tí giao phong, hắn đương nhiên rơi xuống hạ phong. Liền để cho ta chuông báo tử, đưa ngươi lên đường. Lưu Trường Thanh được thế không buông tha người, sử dụng thiên vu chuông báo tử, vung tay lên, cổ xưa thê lương tiếng chuông vang lên, vậy một hơi chuông đồng, chính là quay đầu hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Chú ý! Ma Đế cùng Nam Cung Nhã Tình, đồng thời kinh hô lên. Bọn họ thật sâu cảm thấy ngày trước vu chuông báo tử đáng sợ, phối hợp Lưu Trường Thanh thiên huyền cảnh bốn tầng thiên thực lực, chỉ sợ ở sống sờ sờ đem Diệp Thần đè dẹp. Trong thoáng chốc, Diệp Thần rơi vào to lớn áp lực bên trong đi. Hắn thân xác, thừa nhận thiên vu chuông báo tử trấn áp uy hiếp. Hắn tinh thần,
ở chuông báo tử dưới ảnh hưởng, cũng có chút rung. Muốn trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà, Diệp Thần ánh mắt, không có chút nào dao động. Lục đạo luân hồi, phá cho ta. Hắn ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, lục đạo luân hồi pháp năng lượng, hung hăng bơm vào đi vào, một đạo ánh vàng rực rỡ kiếm mang, mang biến dạng thiên địa vậy uy thế, hướng Lưu Trường Thanh bạo chém đi. Lưu Trường Thanh nhìn vậy bạo chém mà đến một kiếm, con người cũng là hơi có chút co rúc lại, vội vàng lui về phía sau, đồng thời thúc giục thiên vu chuông báo tử, ngăn ở trước người mình. Chanh! Diệp Thần hung hăng một kiếm, chém vào chuông báo tử bên trên, nhất thời ở chuông báo tử bề ngoài, chém ra một cái vết kiếm sâu. Lại có thể gây tổn thương cho đến ta pháp bảo, luân hồi thiên kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Trường Thanh thấy pháp bảo có tổn thương, chân mày chọn một tí, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm. Bất quá, người thanh kiếm này, kiếm hồn không hoàn toàn. Hơn nữa, kiếm khí cấm chế, còn không hoàn toàn giải khai. 100% uy lực, người không phát huy ra hai thành. Xem ra ngày hôm nay, thật là trời cũng giúp ta. Nếu là người chấp trưởng luân hồi thiên kiếm toàn bộ mũi nhọn, vậy ta hẳn phải chết, đáng tiếc, người hôm nay mũi nhọn. Còn chưa đủ nghịch phạt ta. Lưu Trường Thanh ánh mắt đặc biệt cay độc, một mắt chính là nhìn ra, Diệp Thần cái này cầm luân hồi thiên kiếm, lục đạo kiếm hồn còn không thu thập hoàn thành, còn kém một đạo. Hơn nữa, kiếm khí cấm chế, chưa giải khai. Thậm chí, ở kiếm hồn không hoàn chỉnh dưới tình huống, luân hồi thiên kiếm cấm chế, cũng không có chân chính nổi lên, muốn phá giải đều không cách nào phá giải. Thời khắc này Diệp Thần, tối đa chỉ có thể phát huy luân hồi thiên kiếm. Một thành tả hữu uy lực. Muốn dựa vào điểm này uy lực, nghịch phạt một cái thiên huyền cảnh 4 tầng thiên vượt cấp thiên tài, dĩ nhiên là mộng tưởng hảo huyền. Cổ vu chuông báo tử à, trên đời gian biểu dương ngươi uy nghiêm, vô lượng khí tượng, nghiền diệt thế gian tất cả tội ác. Lưu Trường Thanh phát ra cổ xưa vang dội ngâm sướng, cả người linh khí không ngừng bơm vào đến ngày trước vu chuông báo tử bên trong. Ông ông ông, thiên vu chuông báo tử kịch liệt chấn động đứng lên. Kim quang tách thả ra, lại hiển hóa ra một tôn cổ xưa vô lượng cường giả hư ảnh. Thiên vu chuông báo tử, là vô lượng thần khí, dùng vô lượng cường giả thi hài chế tạo mà thành. Phàm là vô lượng thần khí, ở đặc thù giây phút, đều có thể hiển hóa ra vô lượng cường giả lúc còn sống hư ảnh, từ đó bộc phát ra một kích mạnh nhất. Dĩ nhiên, loại công kích này, sẽ thật to hao tổn pháp bảo nguyên khí. Cái này một tí, Lưu Trường Thanh trực tiếp phát ra một kích mạnh nhất. Hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Dẫu sao, luân hồi nội tình, sâu không lường được. Hắn sợ Diệp Thần còn có cái gì lá bài tẩy, để cho mình lật thuyền trong mương, vậy thì phiền toái. Vô lượng cường giả mơ hồ hư ảnh, bao phủ ở đó thiên vu chuông báo tử trên. Vậy một hơi thiên vu chuông báo tử, liền hiệp mang chấn áp hoàn vũ uy thế, ầm ầm hướng Diệp Thần đầu chấn rơi xuống. Chuông báo tử chấn rơi để gặp, ở giữa thiên địa. Cũng là vang lên dồn dập đáng sợ tiếng chuông, mỗi một hạ tiếng chuông, đều tựa như là gõ ở người trong trái tim. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, Lưu Trường Thanh sau lưng, từng cái dưới quyền, những cái kia chăm ra cảnh võ giả, rối rít hộc máu trọng thương, suy sụp ngã xuống đất. Vậy chuông báo tử tiếng chuông, lại là địch ta không phân chia, ngay cả người mình vậy muốn tổn thương. Diệp Thần nhìn vậy một hơi chuông báo tử, vô cùng hung mãnh chân áp xuống tới. Nhất thời cảm thấy ngập trời áp lực. Thiên kiếm trùng tiêu, luân hồi thiên quốc, cho ta mở ra. Sống chết trước mắt, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, trực tiếp thiêu đốt lên liền luân hồi máu tươi. Rồi sau đó, hắn thụ cầm luân hồi thiên kiếm, lau một cái kiếm khí trùng tiêu lên, ùng ùng vang dội, hình thành một cái mênh mông lãnh vực. Đó là luân hồi thiên quốc thần thánh lãnh vực. Mượn luân hồi máu tươi cháy. Diệp Thần trình độ cao nhất bùng nổ luân hồi thiên kiếm kiếm khí, triển khai luân hồi thiên quốc khí tượng. Ở đó mênh mông thiên quốc thánh thổ bên trong, vô số tín đồ vây quanh, một tòa thánh bôi, đang chậm rãi toát ra kim quang sáng chói. Ồ, lại là, nhân đồ thánh bôi. Đây chính là ngươi lá bài tẩy. Lưu Trường Thanh nhìn cái đó thánh bôi, ánh mắt lộ ra sợ hãi sâu đậm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, truyền thuyết bên trong. Giữa trời đất sát khí nồng đậm nhất pháp bảo, lại có thể ngay tại Diệp Thần trên tay. Hơn nữa, vậy thánh bôi, ở Diệp Thần luân hồi huyết mạch dính xuống,
thậm chí rửa đi mặt ngoài lệ khí, bộc phát ra luân hồi thánh quang. Lưu Trường Thanh có thể khẳng định, nếu như thánh bội uy nghiêm bộc phát ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn vận dụng thánh bội, chỉ sợ ngươi không cái này cơ hội. Lưu Trường Thanh quát to một tiếng, thiên huyền cảnh 4 tầng thiên linh khí trình độ cao nhất bùng nổ, trên mình lại là nổ lên một tầng xanh mưa lất phất cương khí, bàn tay như che trời vậy ầm ầm bạo giết ra, mang thiên vu chuông báo tử, hung hăng hướng vậy thánh bội nghiền ép đi. Rắc rắc sát. Lưu Trường Thanh thiên vu chuông báo tử, ung ung chấn áp xuống tới, Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc, nhất thời phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Luân hồi thánh thổ, ở một tấc tấc văng tung tóe. Thiên quốc sơn hà, chung một chỗ khối sụp đổ. Diệp thần tín đồ, đang từng người chết đi. Chuông báo tử ở vang khắp, luân hồi ở suy diệt. Diệp thần cầm kiếm tay, đều run rẩy, xương cốt nổ vang, gân xanh nổi lên, luân hồi thiên kiếm tựa như tùy thời muốn rời tay đánh mất. Hắn thần thông, đúng là vô cùng cường hãn. Minh khí của hắn cùng pháp bảo, cũng là ngạo thị chư thiên. Nhưng, hắn cảnh giới tu vi, cùng Lưu Trường Thanh so sánh, thật kém được quá xa. Ở thế giới hiện thật, cân nhắc một người, cốt lõi nhất sức chiến đấu, vĩnh viễn đều là tu vi. Cái gì võ đạo thần thông, binh khí pháp bảo, cuối cùng chỉ là ngoại vật thôi. Chỉ có tự thân tu vi, mới là vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng cường đại tồn tại. Thiên huyền cảnh 4 tầng thiên tu vi, không có chút nào áp chế, hơn nữa vượt cấp thiên phú và mạnh mẽ lá bài tẩy. Chân thực quá mức cường hãn, quá mức khủng bố, quá mức mênh mông. Hơn nữa, Lưu Trường Thanh còn có một kiện vô lượng thần khí, thiên vu chuông báo tử. Hắn đem mình thiên huyền cảnh 4 tầng thiên uy nghiêm, hòa lẫn thiên vu chuông báo tử, toàn bộ dốc vào đến Diệp Thần trên đầu. Diệp Thần luân hồi thiên quốc ở sụp đổ, thiên quốc bên trong trôi lơ lửng thánh bôi, kim quang đều bị áp chế xuống, hu hu ông minh, mắt xem sẽ bị đánh rất bụi bặm. Ở tuyệt đối thực lực sai biệt hạ, Diệp Thần lại là ngay cả động dùng thánh bôi cơ hội cũng không có, hoàn toàn là bị nghiền ép trạng thái. Viêm đế tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần nội tâm gầm thét, hướng hỗn độn viêm đế phát ra âm thanh. Hắn tu vi hơi thở còn chưa đủ, nhất định phải có luân hồi đại năng chống đỡ, mới khá đối kháng Lưu Trường Thanh áp chế. Thằng nhóc, người điên rồi. Người hôm nay, trái luân hồi huyết mạch, kinh mạch 10 phần yếu ớt, lại chịu đựng ta lực lượng. Người chỉ sợ tại chỗ liền muốn chết. Hỗn độn viêm đế ra mặt vừa kéo, hắn cảm thấy Diệp Thần thời khắc này trạng thái, đặc biệt yếu ớt, đặc biệt nguy hiểm hiểm. Diệp Thần đã đang cháy luân hồi máu tươi, huyết mạch cháy dưới, hắn kinh mạch, tự nhiên cũng là đổi được vô cùng yếu ớt. Nếu như lại chịu đựng hỗn độn viêm đế năng lượng, sợ rằng kinh mạch sẽ tại chỗ nứt ra, lâm vào là phế nhân. Tiền bối, mau! Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra. Nhìn Lưu Trường Thanh không ngừng chấn áp xuống bàn tay, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Thà bị Lưu Trường Thanh nghiền chết, ngược lại không như cạnh tranh một cái. Hắn đang đánh cuộc mình chịu đựng hỗn độn viêm đế năng lượng sau đó, kinh mạch sẽ không vết nứt. Hỗn độn viêm đế vậy thật sâu cảm thấy Diệp Thần điên cuồng, chính là than thở một tiếng, ở một cái chớp mắt tới giữa, đem tự thân linh khí, toàn bộ dốc vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Lấy được hỗn độn viêm đế trợ lực, Diệp Thần trong kinh mạch, phảng phất có vô cùng nham thạch nóng chảy bùng nổ, năng lượng nổ. Hắn thân thể, lập tức nổ lên ngọn lửa ngất trời. Nóng rực ngọn lửa, biến ảo suốt ngày long phượng hoàng, kỳ lân toan nghê vân. Vân rất nhiều dị tượng. Luân hồi thiên quốc thánh thổ, lập tức vững chắc, từng ngọn núi lửa nhô lên, ùng ùng phun ra ra ngập trời dung nham. Diệp Thần vào giờ khắc này, tựa như hóa thân hỗn độn viêm đế, hoàn toàn ngăn cản Lưu Trường Thanh áp chế. Cái gì? Lưu Trường Thanh thất kinh, ở Diệp Thần kiêu căng uy bách hạ, thậm chí kinh hoàng lui về sau mười mấy bước. Giờ khắc này Diệp Thần, đã không nhìn ra vốn là hình dáng, cả người cũng quấn vòng quanh nóng rực ánh lửa, giống như một tôn ngọn lửa chiến thần. Đây không phải là ngươi thực lực, ngươi sau lưng là ai? Lưu Trường Thanh lớn tiếng gầm thét, lập tức phát hiện không đúng. Mượn hỗn độn viêm đế năng lượng, Diệp Thần thời khắc này hơi thở, bàng bạc đến động trời bước, hung hãn ngọn lửa nổ tung đi ra ngoài, để cho được nguyên cái ngôi sao cũng đốt đốt. Ma đế và Nam Cung Nhã Tình, kinh ngạc nhìn Diệp Thần bá đạo bóng người, đều là sợ ngây người. Diệp Thần cả thân ngọn lửa, cháy được mạnh như vậy mãnh liệt, bọn họ cũng lo lắng, Diệp Thần sẽ bị mình ngọn lửa,
sống sờ sờ đốt thành tro tẫn. Là thời điểm, chung kết hết thảy các thứ này. Luân hồi thánh quang chém. Diệp thần sải bước đạp một cái, nguyên ngôi sao tựa như đều bị hắn dẫm mặc, trong tay luân hồi thiên kiếm chém điên cuồng ra. Bầu trời thánh bôi, ông ông tác hưởng, thả ra vạn trượng kim quang, mơ hồ cùng luân hồi thiên kiếm đồng tình. Diệp thần một kiếm này, dung hợp luân hồi thiên kiếm cùng thánh bôi năng lượng, hung hãn đến không cách nào tưởng tượng bước. Luân hồi thiên uy, nhân đồ thánh bôi sát khí, hội tụ thành một đạo kim màu đỏ thánh quang tuyệt chém, lấy dễ như bỡn uy thế, hung hăng hướng Lưu Trường Thanh chém tới. Không! Lưu Trường Thanh con người co rúc lại, ngay cả hô hấp đều ngừng. Luân hồi thiên kiếm, nhân đồ thánh bôi, hai người dung hợp uy năng, hạng cường hãn. Hơn nữa, Diệp thần cháy luân hồi máu tươi, mượn hỗn độn viêm đế năng lượng, cho dù là Lưu Trường Thanh, giờ phút này vậy không đỡ được. Cho ta ngăn trở. Lưu Trường Thanh gầm thét, thúc giục thiên vu chuông báo tử, che trước mặt mình. Chanh! Nhưng mà, một màn kinh khủng xuất hiện. Diệp thần luân hồi thánh quang chém, bạo chém mà qua, lại là một kiếm, đem ngày trước vu chuông báo tử chặt đứt. Thiên vu chuông báo tử, cái này kiện vô lượng thần khí, lại có thể cũng không cản được luân hồi kiếm quang, tại chỗ bị chém thành hai nửa. Có thể tưởng tượng được, Diệp thần một kiếm này, uy năng có kinh khủng dường nào, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Phốc xích, kiếm quang uy lực còn lại đặc biệt là như vậy cường hãn, ở chặt đứt chuông báo tử sau đó, hung hăng một kiếm, chém vào Lưu Trường Thanh trên người. Lưu Trường Thanh tại chỗ bị chém eo, máu tươi nội tạng phun ra liền đầy đất, cặp mắt trừng thật to, ở vô cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong, bi thảm chết đi. Ở chém giết Lưu Trường Thanh sau đó, Diệp thần cũng là chán nản ngã xuống đất, cả người mất đi tất cả linh khí ánh sáng, đổi được tử khí trầm trầm. Diệp thần muốn động thân thể một chút, nhưng phát hiện liền một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, hắn cả người bắp thịt tựa như đều đã làm tan, kinh mạch là hoàn toàn vết nứt. Thằng nhóc, người thua cuộc. Hỗn độn viêm đế phát ra lãnh trầm thanh âm. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, Diệp thần kinh mạch, đã hoàn toàn vết nứt, thành phế nhân. Trận chiến này, Diệp thần mặc dù thắng, nhưng, giá phải trả quá mức to lớn. Chém chết thái thượng thế giới không thể một đời thiên thanh minh thiên tài siêu cấp, chiến tích mặc dù là nghịch thiên vậy dũng mãnh, mà ở kết thúc chiến đấu, Diệp thần kinh mạch, nhưng là toàn bộ vết nứt, kết quả cực kỳ thê thảm. Ma đế và Nam Cung Nhã Tình, thấy Diệp thần chém giết Lưu Trường Thanh, đều là vô cùng rung động. Bọn họ không nghĩ tới, Lưu Trường Thanh này nhóm cao thủ, có nghịch thiên lá bài tẩy, cường hãn như vậy tồn tại, đều bị Diệp thần giết chết, thật là nghịch thiên. Nhưng, khi bọn hắn thấy Diệp thần ngã xuống, liền cảm thấy việc lớn không ổn. Trận chiến này mặc dù thắng, chỉ sợ là thắng thảm. Hai người lật đật đi tới Diệp thần bên người, một trái một phải đem hắn đỡ dậy. Diệp đại ca, ngươi không có sao chứ? Nam Cung Nhã Tình trong mắt mang nước mắt, ngắm nhìn Diệp thần, nội tâm tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải là vì bảo vệ nàng, Diệp thần có thể cũng sẽ không luân lạc đến đây. Hiện tại Lưu Trường Thanh chết, thiên vu chuông báo tử vậy bị chém nứt, Nam Cung Nhã Tình chịu chuông báo tử ăn mòn, đã hoàn toàn tản đi, thân thể tinh thần cũng không có gì đáng ngại. Nhưng Diệp thần, nhưng là cả người kinh mạch toàn bộ cắt đứt. Hắn kinh mạch vết nứt, đây có thể phiền toái. Ma đế dò xét dò Diệp thần mạch máu, liền cảm thấy không ổn. Diệp thần thể chất cực kỳ cường hãn, mặt khác, vậy thì đồng nghĩa với, hắn nếu như được cái gì nghiêm trọng vết thương, muốn hết bệnh, so với người bình thường khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nếu như người bình thường kinh mạch vết nứt, ma đế có lẽ có trị liệu thủ đoạn. Nhưng Diệp thần, thể chất quá mạnh mẽ, một khi bị tổn thương nặng, hắn cũng khó mà vãn hồi. Diệp đại ca sẽ chết sao? Nam Cung Nhã Tình lật đật hỏi. Chết ngược lại không sẽ, nhưng hắn kinh mạch toàn bộ cắt mất, sau này. Chỉ sợ ở biến thành một tên phế nhân. Ma đế thanh âm vô cùng ngưng trọng. Biến thành phế nhân. Nam Cung Nhã Tình nghe nói như vậy, vậy thật sâu cảm thấy sự thái nghiêm trọng. Lấy Diệp thần mạnh như vậy tu vi, nếu như biến thành phế nhân, vậy đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Diệp thần nghe Ma đế và Nam Cung Nhã Tình đối thoại, muốn nói gì, nhưng thương thế hắn chân thực quá nặng, một câu nói cũng không nói được. Có cái gì không cứu trị biện pháp? Nam Cung Nhã Tình hỏi. Trừ phi là đi Vạn Khư Thần Điện, mượn dùng chân chính trúc xanh hồ tiên.
Ma đế lắc đầu một cái, Trúc Xanh Hồ Tiên, ở bốn đại tiên ao bên trong, lấy chữa thương nổi danh. Nếu như có Trúc Xanh Hồ Tiên phụ trợ, Diệp Thần tự nhiên có thể hết bệnh. Nhưng vấn đề là, Trúc Xanh Hồ Tiên ở Vạn Khư trong thần điện, Diệp Thần căn bản không khả năng có được, cái biện pháp này, ngang hàng là tuyệt lộ. Trúc Xanh Hồ Tiên sao? Nam Cung Nhã Tình trong mắt vừa chuyển, tựa như được nhắc nhở liền cái gì, nói ta Vĩnh Hằng thần điện lòng đất, có một hơi Vĩnh Hằng tiên trì, tuy nói không đạt tới bốn đại tiên ao, nhưng cũng có hắn mạnh mẽ công hiệu, nói không chừng có thể trị liệu Diệp đại ca. Ma đế ánh mắt sáng lên, nói, Vĩnh Hằng tiên trì. Vậy cứ việc thử một chút, thằng nhóc này nếu là thật thành phế vật, vậy cũng so giết hắn còn khó chịu hơn. Nam Cung Nhã Tỳ như một tiếng, trịnh trọng gật đầu. Lập tức, nàng và ma đế dìu đỡ Diệp Thần, biến dạng hư không, lần nữa trở lại Vĩnh Hằng thần điện. Vĩnh Hằng thần điện, đã sớm thành phế tích. Làm ba người sau khi trở lại, chính là thấy, ở trên phế tích, có mười mấy Vĩnh Hằng thần điện tộc nhân, ở yên lặng dọn dẹp quét dọn. Đại tiểu thư, vậy mười mấy thần điện đệ tử, thấy Nam Cung Nhã Tình trở về, hoảng vội vàng hành lễ, giọng nói bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng khổ sở. Các ngươi còn chưa có chết. Nam Cung Nhã Tình thấy có người sống sót, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ kinh ngạc. Một cái thần điện đệ tử nói, tiểu thư, nói ra thật xấu hổ, kẻ địch công lúc tới, chúng ta nghe được chuông báo tử, trong lòng sợ, liền trốn lòng đất Vĩnh Hằng tiên trì bên trong đi. Lại một cái thần điện đệ tử đứng ra, quỳ xuống, nói tiểu thư, chúng ta lâm trận chạy khỏi, tội đáng chết vạn lần. Lúc đầu nhóm đệ tử này, là bởi vì là lâm trận chạy khỏi, trốn lòng đất Vĩnh Hằng tiên trì, cho nên may mắn trốn thoát một kiếp. Nam Cung Nhã Tình lại là thổn thức, lại là lòng chua xót, rơi xuống nước mắt, nói ta không trách các ngươi, kẻ địch thế lực quá mức mạnh mẽ, các ngươi có thể sống sót cho giỏi. Chúng đệ tử yên lặng, không lời chống đỡ, rối rít rơi lệ. Nam Cung Nhã Tình lại nói, địch nhân đã bị luân hồi chi chủ xúc diệt, chỉ là hắn vậy vì vậy bị trọng thương, cần Vĩnh Hằng tiên trì chữa trị. Chúng đệ tử vừa thấy, lúc này mới phát hiện Nam Cung Nhã Tình dìu người, lại là Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, cả người máu rầm rề hình dáng, vô cùng yếu ớt, nơi nào còn có trước kia phong phát ý khí. Luân hồi chi chủ lại có thể tổn thương được nghiêm trọng như vậy. Chúng đệ tử đều là kinh hãi, lật đật cùng Nam Cung Nhã Tình, ma đế cùng nhau, đỡ Diệp Thần tiến vào lòng đất. Thế giới lòng đất, là Vĩnh Hằng thần điện chỗ bí mật. Trong lòng đất bên trong, Nam Cung Nhã Tình lại thấy được mười mấy người sống sót. Đám người đoàn tụ, đều là không khỏi thổn thức. Diệp Thần ánh mắt hơi hí ra, nhìn khắp bốn phía, chính là thấy ở nơi này phiến u ám thế giới lòng đất, có một hơi ao đàm. Vậy ao đàm ao nước, tràn ngập một chút mơ hồ sương mù, tản mát ra khá là linh khí nồng nặc, để cho được Diệp Thần trong lòng đại động. Cái này ao đàm, tự nhiên chính là Vĩnh Hằng tiên trì, là Vĩnh Hằng thần điện chỗ bí mật, chủng tộc đạo chính thống phát nguyên địa. Diệp đại ca, ngươi nhất định phải chống nổi. Nam Cung Nhã Tình cắn môi đỏ mọng, cùng chung quanh đệ tử cùng nhau, đem Diệp Thần đỡ nhập Vĩnh Hằng tiên trì bên trong. Vĩnh Hằng tiên trì linh khí 10 phần đậm đà, một giọt nước liền có thể luyện chế ra mấy ngàn viên lớn nguyên đan, vô cùng chân quý. Dựa vào Vĩnh Hằng tiên trì ao nước, phụ trợ tu luyện, vậy có thể tạo được chuyện đỡ tốn nửa công sức tác dụng. Ngày thường Vĩnh Hằng thần điện lấy nước, đều là một điểm một giọt lấy dùng, 10 phần quý trọng. Nhưng hiện tại, vì chữa trị Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tình cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, trực tiếp để cho Diệp Thần cả người, cũng ngâm ở nước trong ao đi. Chung quanh Vĩnh Hằng thần điện các đệ tử, tự nhiên cũng không có ý kiến, dẫu sao Vĩnh Hằng thần điện đạo thống, có thể gìn giữ hạ mồi lửa, cũng là dựa vào Diệp Thần. Không có Diệp Thần mà nói, có thể Nam Cung Nhã Tình đã bị giày xéo đến chết. Diệp Thần ngâm ở ao nước bên trong, chỉ cảm thấy cả người thư thích, thở dài một tiếng. Vậy thuần lành lạnh ao nước, linh khí năng lượng không ngừng hội tụ nhập hắn trong kinh mạch. Hắn vậy gãy lìa kinh mạch, ở Vĩnh Hằng ao nước chữa trị xuống, chính là nhanh chóng hết bệnh trước, trên mình dần dần nổi lên một tầng kim quang, đó là luân hồi hơi thở khôi phục dấu hiệu. Nam Cung Nhã Tình, Già Thiên Ma Đế, còn có chung quanh thần điện các đệ tử, thấy một màn này, đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp đại ca được cứu rồi. Nam Cung Nhã Tình thậm chí kích động được nước mắt chảy xuống. Bát quái thiên đan thuật, mở. Diệp Thần ngâm ở nước trong ao,
cảm thấy được kinh mạch đang không ngừng khôi phục, lập tức mở bát quái thiên đan thuật, tăng tốc độ hấp thu ao nước năng lượng. Hu hu hu, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp toàn bộ vĩnh hằng tiên chỉ ao nước, đều điên cuồng bị Diệp Thần hấp thu. Ao nước nhanh chóng khô héo, ngay chớp mắt, Diệp Thần lại là đem tất cả ao nước, toàn bộ hấp thu được trong cơ thể. Cái gì? Thấy một màn này, Nam Cung Nhã Tình và chung quanh thần điện đệ tử, đều kinh hãi. Cái này vĩnh hằng tiên trì, nhưng mà bọn họ vĩnh hằng thần điện, đạo thống ngọn nguồn chỗ. Lần này bị Diệp Thần toàn bộ hấp thu, thật to ngoài bọn họ ý liêu, đám người đều cảm thấy có chút đau lòng. Đang hấp thu hoàn ao nước sau đó, Diệp Thần cả người tinh khí nhô lên, kinh mạch hoàn toàn khôi phục, thương thế cũng là hoàn toàn hết bệnh. Vù vù. Diệp Thần mở mắt ra, thì có hai đạo kim quang bắn đi ra, cả người khí lưu nổ. Thời khắc này Diệp Thần, tu vi hơi thở lại có đột phá, từ thái chân cảnh 7 tầng thiên, tiêu thăng đến tầng 8 thiên cảnh giới. Nên biết đạo, Diệp Thần tấn thăng 7 tầng thiên, cũng mới không bao lâu, hiện tại lại có thể nhanh như vậy, liền lại đột phá, bước vào tầng 8 thiên hàng ngũ. Cái này tấn thăng tốc độ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ta lại có thể đột phá. Diệp Thần từ nước trong ao đứng lên, nắm quyền một cái, cũng có chút kinh ngạc. Muốn đến là hắn cùng Lưu Trường Thanh đại chiến, tự thân vết thương quá nghiêm trọng, giờ phút này hết bệnh, ngược lại là phá rồi sau đó lập, một bước đột phá. Bước vào tầng 8 trời, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể linh khí hùng hồn rất nhiều. Hơn nữa, hắn mơ hồ tới giữa, dò ngó gặp thân thể mình bên trong, thật nhiều võ đạo gông xiềng. Cẩn thận đếm một chút. Vậy võ đạo gông xiềng, vừa lúc là 100 đạo. 100 đạo võ đạo gông xiềng, phân phối ở Diệp Thần kinh mạch các nơi, đem hắn sâu nhất tầng tiềm lực, toàn bộ cầm giữ đứng lên. Muốn đem những cái kia tiềm lực, thả ra nói, nhất định phải đem gông xiềng chặt đứt. Dòm ngó gặp gông xiềng, ta khoảng cách trăm gia cảnh không xa. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, hiện tại hắn đã là thái chân cảnh tầng 8 trời, tiến thêm một bước, chính là 9 tầng trời đỉnh cấp. Đến lúc 9 tầng trời, liền có thể bắt đầu mưu đồ trảm ra đột phá. Một khi trảm ra thành công, là được bước vào trăm gia cảnh hàng ngũ. Không biết ta tương lai trảm ra đột phá, có thể chặt đứt mấy đạo gông xiềng. Diệp Thần trong lòng bàn tư trước, muốn có phi thăng thiên quân tư cách, trảm ra số lượng, ít nhất phải vượt qua 81 nói. Nếu như không cách nào vượt qua 81, vậy chẳng qua là trung dung hạng người, cuộc đời này khó có phi thăng hy vọng. Diệp Thần thấp nhất mục tiêu, chính là muốn vượt qua 81, có thiên quân tư. Vượt qua 81, thì có tư cách gọi là trời quân. Thậm chí, là tiến hơn một bước, đạt tới vũ hoàng cổ đế, nhâm phi phàm loại cảnh giới đó, chạm ra hơn 90 đạo, chạm đến vô lượng cường giả ngưỡng cửa. Nhất cuối cùng, là chạm ra trăm đạo, nhưng cho tới bây giờ không có ai đạt tới qua. Thái thượng thiên nữ kêu ta chặt đứt 100 đạo gông xiềng. Nhâm tiền bối cũng đã nói, ta rất có thể vượt qua cổ kim, đạt thành trước đó chưa từng có trăm gia chém cực hạn, nhưng chạm ra 100, nói dễ vậy sao? Diệp Thần ánh mắt có chút mê mang, hắn thật sâu biết mình võ đạo nội tình cường hãn. Hắn võ đạo căn cơ quá hùng hồn, ý vị này, hắn muốn chạm ra đột phá, muốn so với người thường khó khăn gấp trăm ngàn lần. Chặt đứt 81 đạo gông xiềng, đã không dễ, muốn đạt thành trăm gia chém, vậy đơn giản là nói vớ vẩn. Liền Diệp Thần mình vậy không có nắm chắc. Diệp đại ca, người thương thế khôi phục. Đây là, Nam Cung Nhã Tình mừng rỡ đi tới trước, vô cùng kích động nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc, không sao chứ. Ma đế cũng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, cảm ứng một tí tự thân hơi thở, chỉ cảm thấy trạng thái trước đó chưa từng có đầy đặn, cười nói, ừ, đa tạ, ta đã khôi phục hoàn toàn, đáng tiếc. Diệp Thần cúi đầu nhìn xem vĩnh hằng tiên trì, ao nước đã khô héo. Hắn gãy lìa kinh mạch, là hoàn toàn khỏi rồi, thương thế khôi phục, thậm chí liền tu vi cũng đột phá, sâu hơn tới dòm ngó thấy tự thân võ đạo gông xiềng tồn tại, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nhưng, cái này miệng vĩnh hằng tiên trì, lại bị hắn hút khô. Nam Cung Nhã Tình mỉm cười, nói, không có sao, có thể cứu chị Diệp đại ca, coi như vĩnh hằng tiên trì khô héo, vậy cũng đáng. Hồ tiên khô héo, Nam Cung Nhã Tình thật ra thì cũng là có chút đau lòng, nhưng có thể cứu hồi Diệp Thần, hết thảy đều là đáng. Chỉ cần có Diệp Thần tồn tại,
Vĩnh Hằng Thần Điện tất có thể lần nữa quật khởi, không chịu người gạt. Luân hồi chi chủ, tiểu thư, ở đáy Vĩnh Hằng Tiên Trì, có một tòa cổ mộ, mai táng ta Vĩnh Hằng Thần Điện thứ nhất đảm nhiệm điện chủ, nếu ao nước đã khô héo, ngược lại không như sau đi xem. Một cái thần điện đệ tử, đứng dậy, chắp tay nói. Nghe nói như vậy, Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tình, Ma Đế, đều có điểm kinh ngạc. Nam Cung Nhã Tình kinh nghi bất định, nói, ngươi nói, đáy ao hạ có động thiên khác, mai táng tổ tiên hải cốt. Đệ tử kia nói, đó là ta Vĩnh Hằng Thần Điện bí mật, tiểu thư tuổi tác hãy còn nhỏ, có thể điện chủ còn không có nói ngươi, xuống lòng đất cổ mộ, cùng tâm ma đại chú kiếm có liên quan. Nghe được tâm ma đại chú kiếm năm chữ, Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tình các người, lại là kinh hãi dị. Nam Cung Nhã Tình cả kinh nói, tâm ma đại chú kiếm, đây không phải là trong truyền thuyết tâm ma ung thư sao? Làm sao sẽ cùng ta Vĩnh Hằng Thần Điện có quan hệ? Đệ tử kia nói, bí ẩn trong đó, đệ tử cũng không biết, chỉ biết là triều đại điện chủ, vì phòng ngừa tâm ma hơi thở lan tràn, cho nên đặc biệt dùng Vĩnh Hằng Tiên Trì trấn áp. Hôm nay hồ tiên đã khô héo, tiểu thư tốt nhất vẫn là đi xuống một chuyến, do thám rõ cổ mộ nhân quả, có luân hồi chi chủ ở chỗ này, muốn đến vậy tâm ma hơi thở, vậy không tổn thương được tiểu thư. Nam Cung Nhã Tình cùng Diệp Thần nhìn nhau, hai người đều là ngưng trọng, nào nghĩ tới Vĩnh Hằng Thần Điện cổ mộ, sau lưng lại có tâm ma đại chú kiếm nhân quả. Nếu như đây là thật, đó thật đúng là không phải chuyện đùa. Nam Cung Nhã Tình mặt đẹp nghiêm nghị, nếu như cổ mộ dưới, thật có lòng ma hơi thở, vậy đơn giản là một viên bom hẹn giờ. Dẫu sao, hiện tại Vĩnh Hằng Tiên Trì đã khô héo, vạn nhất tâm ma hơi thở bộc phát ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta cùng ngươi đi xuống xem. Diệp Thần nhìn Nam Cung Nhã Tình, trịnh trọng nói. Nếu Vĩnh Hằng Tiên Trì, là bởi vì hắn mà khô héo, như vậy, hắn có trách nhiệm, đi dò xét ao dưới đáy nhân quả, bảo đảm Vĩnh Hằng Thần Điện an toàn. Được, đa tạ ngươi, Diệp Đại Ca. Nam Cung Nhã Tình gật đầu, nàng dĩ nhiên là tin tưởng Diệp Thần thực lực, có Diệp Thần bảo vệ, thông thường tâm ma, tuyệt đối lật không dậy nổi cái gì gợn sóng. Lập tức, Nam Cung Nhã Tình ở đó thần điện đệ tử dưới sự chỉ dẫn, ở khô héo trong ao một hồi lục lọi, quả nhiên phát hiện một cái cơ quan. Cơ quan vừa mở ra, thì có một cái ám đạo xuất hiện, một mực đi thông lòng đất. Tiểu thư, cổ mộ liền trong lòng đất, các ngươi cẩn thận một chút. Vậy thần điện đệ tử nói. Nam Cung Nhã Tình gương mặt cũng là lướt qua vẻ ngưng trọng, lập tức chính là dè đặt, cùng Diệp Thần, Ma Đế cùng nhau, dọc theo vậy ám đạo, tiến vào lòng đất, dò xét cổ mộ bí ẩn. Những đệ tử khác, thì chờ ở bên ngoài trước, không có tùy tiện đi theo. Dẫu sao, cổ mộ hạ có thể có tâm ma nhân quả, người bình thường nếu là không phòng vệ, rất có thể bị tâm ma ăn mòn, lâm vào là con rối. Ngay tại Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tình, Ma Đế ba người, đi lòng đất dò xét cổ mộ thời điểm, Thái Thượng Thế Giới, Thiên Thanh Minh Tổng Đàn. Tổng đàn nội bộ, một nơi trong đại điện. Trên đại điện, thiêu đốt một ly ly đèn hồn. Mỗi một ngọn đèn hồn, cũng đại biểu Thiên Thanh Minh bên trong, một vị thiên quân cường giả sống chết. Một người mặc tử kim bát quái đạo bào trung niên đạo sĩ, bàn ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, yên lặng tu luyện. Hắn cả người sáng mờ tràn đầy giật, hào hùng linh khí tràn ngập ra, hóa thành ngàn vạn điều tiên hy, lại là một tôn vô lượng cảnh thiên quân. Vô lượng cường giả linh khí, tràn ngập dưới, làm được thời gian sông dài tựa như cũng nghịch chuyển, đại lộ phai mờ, chỉ có vô lượng cường giả uy nghiêm, vĩnh hằng bất hủ. Ô! Bỗng nhiên, trong đại điện, một ngọn đèn hồn, ô minh một tiếng, lại là tắt. Trong tu luyện trung niên đạo sĩ, mở mắt, nhìn vậy tắt đèn hồn, trong mắt nổ bắn ra ngưng trọng thần thái. Lưu Trường Thanh chết, chẳng lẽ hắn tìm Thiết Phương Tọa, lại bị Thiết Phương Tọa cắn trả giết chết. Trung niên đạo sĩ lẩm bẩm nói nhỏ, hắn kêu Cổ Thanh Huyền, là Thiên Thanh Minh Minh Chủ, cũng là một vị vô lượng cường giả. Lưu Trường Thanh đi thất lạc thời không, tìm Thiết Phương Tọa, chính là hắn pháp dụ. Hôm nay thấy Lưu Trường Thanh đèn hồn tắt, hắn nhất thời cảm thấy vô cùng kinh dị. Nên biết đạo, Lưu Trường Thanh là thiên huyền cảnh 4 tầng thiên cao thủ, hơn nữa còn có một kiện vô lượng thần khí hộ thể, ở thất lạc thời không bên trong, có thể không có người nào là địch thủ của hắn. Nhưng hôm nay, Lưu Trường Thanh đèn hồn lại là tắt. Cái này để cho Cổ Thanh Huyền theo bản năng, lấy là hắn bị Thiết Phương Tọa giết chết.
Dẫu sao, ở thất lạc thời không bên trong, có năng lực giết chết Lưu Trường Thanh, cũng chỉ có trong truyền thuyết Thiết Phương Tỏa. Vù vù. Vậy tắt đèn hồn bên trong, lại có một đạo lưu quang dâng lên, trên không trung tạo thành một cái chữ trận. Là 33 thiên thần văn một trong, trận chữ thần văn. Lưu Trường Thanh bỏ mình, trận kia chữ thần văn, cũng là trở về Thiên Thanh Minh. Ồ, chờ một chút. Không phải Thiết Phương Tỏa, mà là Luân Hồi Chi Chủ, Diệp Thần. Cổ Thanh Huyền đem trận kia chữ thần văn, niêm phong nhập giữa eo ngọc bội bên trong, ngón tay lại liền liền bấm nốt ngón tay, không ngừng suy diễn, nhưng bắt được từng cơn thiên cơ, nhất thời chính là nhận ra được, đánh chết Lưu Trường Thanh người, không phải Thiết Phương Tỏa, mà là Diệp Thần. Thậm chí, liền Lưu Trường Thanh hộ thân thần khí, Thiên Vu Chuông Báo Tử, cũng bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt. Đây chính là vô lượng thần khí à, lại có thể vậy bị chém đứt, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Cái này không thể nào. Luân Hồi Chi Chủ, hắn lại có thể giết chết Thiên Huyền Cảnh 4 tầng thiên cường giả. Thậm chí chém chết hắn pháp bảo. Cổ Thanh Huyền cảm thấy kinh hãi, e sợ cho là mình suy diễn sai rồi, tại chỗ thả ra một giọt máu tươi, lần nữa suy diễn. Nhưng mà, bỏ mặc hắn làm sao suy diễn, kết cục cũng không có thay đổi. Lưu Trường Thanh, đích xác là bị Diệp Thần giết chết. Thậm chí, hắn dòm ngó thấy vậy một bức kinh thế hình ảnh, Diệp Thần Luân Hồi Thiên Kiếm chém ra, cùng nhân đồ thánh bôi dung hợp, bộc phát ra kinh thiên động địa Luân Hồi Thánh Quang chém, lấy dễ như bỡn uy thế, tại chỗ đem Lưu Trường Thanh, liên quan pháp bảo chém xuống. Có chút ý tứ, một cái thái chân cảnh, lại có thể nghịch phạt Thiên Huyền Cảnh 4 tầng thiên. Mấu chốt cái này Thiên Huyền Cảnh 4 tầng thiên cũng không phải là giống vậy như vậy. Cổ Thanh Huyền thấp giọng tự nói, trong mắt cũng là bắn ra nồng nặc tò mò. Diệp Thần có thể giết chết Lưu Trường Thanh, chủ yếu là dựa vào luân hồi huyết mạch mạnh mẽ. Luân hồi huyết mạch, quả nhiên không hổ là chư thiên thứ nhất huyết mạch. Cổ Thanh Huyền ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư chút gì, liền bóp một cái thủ quyết, kêu lên, người đâu? Thanh âm rơi xuống, một cái ông già bắt đầu từ bên ngoài đại điện đi vào. Lúc này, trong đại điện, đặc biệt là như vậy quanh quẩn tầng tầng thiên cơ nhân quả hơi thở, sương mù trùng trùng. Ông già vừa tiến đến, thiên cơ bắt dưới, chính là cảm giác được Lưu Trường Thanh bị Diệp Thần chém chết. Minh chủ! Ông già ngơ ngác nhìn Cổ Thanh Huyền, đầy mặt kinh hãi dị, nào nghĩ tới Lưu Trường Thanh lại có thể bị giết chết. Một cái Thiên Huyền Cảnh 4 tầng thiên thiên quân, hơn nữa mang theo vô lượng thần khí, ở Thiên Thanh Minh bên trong, cũng có thể coi như là trung lưu chỉ trụ cấp bậc tồn tại. Giờ phút này chết, đối Thiên Thanh Minh mà nói, dĩ nhiên là một cái đả kích không nhỏ. Nhưng mà, Cổ Thanh Huyền trên khuôn mặt, nhưng là bình tĩnh thần sắc, một bộ lo xa nghĩ rộng hình dáng, hướng lão giả kia nói, Phong lão, người giúp ta điều tra Diệp Thần, không nên kinh động hắn. Cái đó gọi Phong lão ông già, kỳ dị nói, Minh chủ, chỉ là điều tra sao? Vậy Luân Hồi Chi Chủ, chém giết ta Thiên Thanh Minh người, không cần dẫn người đi báo thù. Hắn xuất hiện ở thất lạc thời không, rất có thể vậy là hướng về phía Thiết Phương Tỏa tới. Cổ Thanh Huyền ha ha cười một tiếng, nói, không cần kinh hoàng, ta suy diễn thiên cơ, Thiết Phương Tỏa hư không mờ mịt, tạm thời sẽ không bị người bất kỳ đạt được, ngược lại là cái này Diệp Thần, là chúng ta Thiên Thanh Minh thời khắc này mấu chốt. Phong lão trầm giọng nói, không giết hắn trả thù sao? Cổ Thanh Huyền nói, Luân Hồi Chi Chủ, người mang đại khí vận, nơi nào có như thế dễ dàng giết chết? Người đi cho ta điều tra hắn nhân quả, như có cơ hội, mời hắn gia nhập ta Thiên Thanh Minh, chung nhau nghiệp lớn. Phong lão đại kinh, nói, Minh chủ, người không chỉ có không giết hắn trả thù, còn muốn mời hắn gia nhập bổn minh. Cổ Thanh Huyền cười tủm tỉm nói, Luân Hồi Chi Chủ, là Vũ Hoàng Cổ Đế kẻ địch, mà địch nhân kẻ địch, liền là bạn. Ta và hắn hôm nay, đều không phải là Vũ Hoàng Cổ Đế địch thủ, nhưng ta hai người chúng ta liên hiệp nói, có lẽ sẽ có cơ hội. Ngươi mang theo ngọc bội của ta, lúc cần thiết giao cho hắn, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Vừa nói, Cổ Thanh Huyền chính là tháo xuống giữa eo ngọc bội, giao cho Phong lão. Phong lão kinh nghi bất định, trong lòng thật nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng nữa, nhận lấy ngọc bội, nói, Vậy lão nô liền lập tức chạy tới thất lạc thời không, truy xét Luân Hồi Chi Chủ tung tích, mời hắn gia nhập Thiên Thanh Minh, cộng mưu nghiệp lớn. Hình ảnh quay về, Vĩnh Hằng Thần Điện lòng đất. Lại nói Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tình, Ma Đế ba người,
dọc theo vậy ám đạo, một đường đi lòng đất cổ mộ đi tới. Là phòng bất chắc, Diệp Thần mở ra hồng mông đại tinh không, bảo vệ được tự thân. Hồng mông đại tinh không, đối tâm ma tà chú, có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Chỉ cần không phải tâm ma tầng thứ 9 cứu cực ma khí, hồng mông đại tinh không đều có thể phòng vệ ở. Mà đây cái thế gian, tâm ma đại chú kiếm tầng thứ 9, cho tới bây giờ không có ai luyện thành qua, liền đế thích thiên, cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ 8 mà thôi. Dọc theo thầm nói một đường đi xuống, Diệp Thần trong mắt, dần dần xuất hiện một ly ly trường minh đăng, rốt cuộc đã tới thầm nói cuối. Nơi này quả nhiên là một nơi cổ mộ, thì không được phong cách cổ xưa mà khoáng đạt, mộ đạo hai bên có rất nhiều tượng đá, lại có chút khí tức quỷ dị. Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tình, Ma Đế ba người nhìn nhau, làm xong phòng bị, chính là bước vào cổ mộ bên trong. Rắc rắc, ba người một bước vào cổ mộ, sàn nhà đột nhiên nứt ra, có từng luồng tràn đầy hôi thối cùng oán niệm hắc khí, từ nứt ra trong bẫy dập phun tràn ra. Chú ý, Diệp Thần nhất thanh trầm hát. Liền cảm thấy hắc khí kia bên trong, mang theo nồng nặc đầu độc hơi thở, chính là tâm ma chập chờn. Một khi bị cái này cổ hắc khí, xâm nhập vào bên trong cơ thể, người thì phải lập tức mất đi ý thức, lâm vào là một cái xác biết đi. Cái này phiến cổ mộ, quả nhiên là ẩn núp có tâm ma nhân quả. Hồng mông tinh không, bảo vệ. Diệp Thần một nặn quyết, cả người linh khí phóng thích, hồng mông đại tinh không cũng là đổi được càng sáng chói, như một cái nồi lớn xây vậy. Vững vàng đem ba người bao phủ bảo vệ được. Xuy xuy xuy. Vậy từng luồng hắc khí, đánh vào đến tinh không vòng bảo vệ, chính là đều bị ngăn cản ngự xuống, phát ra tiếng xèo xèo vang, không ngừng bốc hơi hết. Hắc khí bốc hơi hết sau đó, vậy cổ bức người hôi thối, nồng đậm hơn, làm người ta nôn mửa. Diệp Thần, Nam Cung Nhã Tình, Ma Đế ba người đều là nhíu mày, ở hồng mông tinh không dưới sự bảo vệ, tiếp tục đi tới trước. Hống. Ba người còn chưa đi bao xa, mộ phủ hai bên vách tường, chính là đột nhiên nứt ra, có một tôn tôn chiến tướng, tay cầm thương kích, bước nhanh giết ra. Những cái kia chiến tướng, toàn thân đen nhánh, giống như bằng sắt, cả người ma khí tràn ngập, mang theo nồng đậm tâm ma đầu độc hơi thở, lại là một loại đặc thù tâm ma chiến tướng. Một tôn tôn tâm ma chiến tướng, huy động thương kích, hung hãn hướng Diệp Thần ba người chém chết tới. Bọn họ võ đạo thần thông. Bình thường không có gì lạ, nhưng thế công bên trong, nhưng hàm chứa đáng sợ tâm ma chập chờn, làm người ta nghẹt thở. Cũng cẩn thận một chút. Diệp Thần duy trì tinh không vận chuyển, bỗng nhiên rút ra luân hồi thiên kiếm, một kiếm nổ lên thánh quang, như muốn bể tan tành tinh thần vậy đi về trước biểu chém ra. Chanh! Luân hồi thiên kiếm kiếm quang, chém ở đó tâm ma chiến tướng trên người, tất cả tâm ma chiến tướng, chính là bị Diệp Thần tại chỗ chảm phá. Hóa thành từng luồng hắc khí tiêu tán. Diệp Thần có hồng mông tinh không che chở, không có nỗi lo về sau, khua kiếm như hắt mực, rất nhanh chém hết liền tất cả tâm ma chiến tướng, động tác ung dung như nước chảy mây trôi. Hắn tấn thăng đến thái chân cảnh tầng 8 thiên hậu, thực lực rõ ràng cường hãn rất nhiều, chiến đấu muốn gì được nấy. Chỗ tòa này cổ mộ, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Giải quyết hết những tâm ma này chiến tướng sau đó, Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ. Tiếp tục cùng Nam Cung Nhã Tình, Ma Đế hai người đi về phía trước vào. Lại đi một khoảng cách, phía trước mộ đạo lý, tràn ra từng cổ xương mù đỏ, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Xương mù đỏ bên trong, mơ hồ như vậy có sát khí nồng nặc lưỡng lờ. Đây không phải là tâm ma, mà là thuần túy sát khí. Diệp Thần ba người thần sắc ngưng trọng, đều cảm giác được cổ mộ bí mật, ngay ở phía trước cách đó không xa. Suy. Mau chóng vào lúc này, một chuôi gãy mất huyết kiếm, từ trong xương mù phá giết ra, thân kiếm phá vỡ không khí, mang theo nhọn âm bạo, vô cùng tàn bạo hướng Nam Cung Nhã Tình ám sát đi. Chuôi này huyết kiếm, liền giống như là địa ngục yêu ma vậy, đột ngột xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Huyết kiếm bên trên, vạn cổ sát khí quanh quẩn, cho dù vết nứt, thế nhưng cổ sát phạt mũi nhọn, như cũng ngất trời vậy đáng sợ, giống như có thể chảm phá một khối vũ trụ lớn vậy. Huyết kiếm nhanh chém mà qua, tựa như liền thời gian cũng dừng lại, kiếm khí biến dạng, làm người ta nghẹt thở. Hơn nữa, máu kia kiếm còn như có linh tính, biết Diệp Thần và Ma Đế mạnh mẽ, lại bỏ mặc hai người, thẳng hướng yếu nhất Nam Cung Nhã Tình gai đi giết. Nam Cung Nhã Tình ai yêu một tiếng thét kinh hãi, ở huyết kiếm hơi thở bao phủ hạ, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại cứng ngắc, lại là nhúc nhích không được,
cả người khí cơ cũng bị phong tỏa. Mắt xem đầu nàng, sẽ bị huyết kiếm đâm thủng, một bên ma đế, trước nhất kịp phản ứng, bàn tay nổ lên vô cùng ma khí vung ra, định cản đường huyết kiếm. Nhưng mà, máu kia kiếm lại có thể nửa đường quẹo cua, vòng qua hắn cản đường, quay lại hướng Nam Cung Nhã Tình tim đâm tới. Nhìn một màn quỷ dị này, ma đế cũng là vô cùng kinh ngạc. Đáng chết! Diệp Thần thấy vậy, cũng là sợ hãi thất sắc. Mắt xem Nam Cung Nhã Tình, sẽ bị máu kia kiếm giết chết, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Diệp Thần cách không một trường, hung hăng tuôn ra. Một trường này, cũng không phải công kích huyết kiếm, mà là công kích hướng Nam Cung Nhã Tình. Phịch! Diệp Thần hung mãnh trưởng phong, hung hăng khắc ở Nam Cung Nhã Tình trên ngực, trực tiếp để cho được nàng phốc xích một tiếng, phun ra máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, bành đích một tiếng đụng ở phía sau trên vách tường. Nàng lập tức bị Diệp Thần đánh trọng thương, nhưng thật may thân thể bay ra, vậy tránh thoát một kiếp. Huyết kiếm đâm hụt, dừng một chút, lại là như có linh tính, quay đầu phi độn đi. Muốn đi, trận tự quyết. Diệp Thần quát to một tiếng, cả người linh khí thả ra, vận chuyển Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết, tại chỗ bố trí ra một cái phong tỏa trận pháp. Vù vù. Phong tỏa trận pháp rơi xuống, máu kia kiếm bị kẹt ở, ông ông tác hưởng, không ngừng vùng vẫy, ý đồ muốn đột phá ra ngoài. Chết Triệu Ma Nhãn, trấn áp. Một bên ma đế, bỗng nhiên xuất thủ tương trợ. Trong hư không ma khí nhô lên, hóa thành một viên to lớn hiện ra tia máu con ngươi, biến thành Diệp Thần trận pháp tâm trận. Có Chết Triệu Ma Nhãn gia trì, Diệp Thần trận pháp uy lực tăng lên gấp bội, cuối cùng cũng là thành công đem máu kia kiếm phong tỏa ở. Huyết kiếm kịch liệt vùng vẫy nhảy lên, nhưng ở trận tự quyết cùng Chết Triệu Ma Nhãn phong tỏa hạ, vậy thì không cách nào tránh thoát. Diệp đại ca, Nam Cung Nhã Tình gương mặt trắng bệch, ho ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lắc lư đứng lên. Diệp Thần vội vàng đi tới, đỡ nàng thân thể mềm mại, nói thật xin lỗi. Nắm bàn tay nàng, thả ra bát quái thiên đan thuật, chữa trị nàng thương thế. Không có sao. Nam Cung Nhã Tình cười khổ lắc đầu một cái, ở Diệp Thần chữa trị xuống, thương thế cũng là nhanh chóng khôi phục. Nàng rất rõ ràng, mới vừa Diệp Thần một trưởng cầm nàng đánh bay, là vì cứu nàng, miễn được nàng bị máu kia kiếm đâm chết. Tuy nói để cho nàng trọng thương, nhưng chỉ cần giữ được tánh mạng, lấy Diệp Thần y thuật, chút thương thế này tự nhiên không thành vấn đề. Diệp Thần đỡ Nam Cung Nhã Tình, đi tới máu kia kiếm trước, hướng nàng nói, người biết cái này cầm gãy mất huyết kiếm, là lai lịch gì sao? Huyết kiếm sát phạt hơi thở rất nặng, dị thương ác liệt, nếu như không phải là Diệp Thần phản ứng mau, kịp thời thi triển ra trận tự quyết, cũng chưa chắc có thể đem chân áp. Ta cũng không biết, những bí mật này, cha cho tới bây giờ chưa nói với ta. Có thể, hắn còn chưa kịp nói cho. Nam Cung Nhã Tình mày liễu hơi cao lại trước, hồi tưởng lại Nam Cung Vấn Thiên, lại là một hồi ảm đạm thần thương. Vĩnh Hằng Thần Điện có rất nhiều bí mật, nàng cũng không biết đạo, có thể phụ thân còn chưa kịp nói cho nàng, liền gặp tai ách. Xin chia buồn. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, tỏ ý nàng không nên quá thương tâm, ánh mắt liền rơi vào máu kia kiếm bên trên. Huyết kiếm khí tức cường đại, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, mình luân hồi thiên kiếm, lại muốn đem huyết kiếm chiếm đoạt, hóa thành luân hồi chất dinh dưỡng. Cái thanh huyết kiếm này, cũng không thể tùy tiện chiếm đoạt. Diệp Thần thu hồi luân hồi thiên kiếm, bàn tay lại cách không một đoạt, đem máu kia kiếm cướp lấy đi qua, nắm trong tay. Nắm huyết kiếm, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết kiếm bên trong truyền ra bàng bạc hơi thở, kinh khủng kia sát khí, tuy kém hơn nhân đồ thánh bôi, nhưng vậy cực kỳ ác liệt. Thanh kiếm này, đã từng tuyệt đối là chém chết qua rất nhiều chí cường, có huy hoàng đi qua. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng dưới, có thể bắt được huyết kiếm bên trong, có từng tia cổ xưa nhân quả. Ma đế tiền bối, ta chuẩn bị trấn áp thu phục cái thanh huyết kiếm này, người thay ta hộ pháp. Diệp Thần ánh mắt nhìn về ma đế, hắn có thể cảm giác được, muốn giải khai huyết kiếm sau lưng nhân quả, tu được trước đem kiếm này trấn áp, thu cho mình dùng. Được. Ma đế gật đầu, liền bảo vệ ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần liền muốn động thủ, luyện hóa cái thanh huyết kiếm này, nhưng mau chóng vào lúc này, huyết kiếm ông ông tác hưởng, một đạo thanh âm lãnh khốc, từ bên trong truyền ra. Luân hồi chi chủ, chậm đã. Từng luồng màu máu sương mù, từ huyết kiếm bên trong nổi lên, cuối cùng ở giữa không trung, hình thành một người mặc đế hắc trường bào, vô cùng uy nghiêm bóng người.
thân ảnh kia, là một món tàn hồn, nhưng lưu lại hơi thở, như cũ mạnh mẽ, trừng thiên huyền cảnh 4 tầng thiên, và trước đó Lưu Trường Thanh tương đương. Người nào? Diệp Thần thấy vậy, nhất thời đề phòng đứng lên, không nghĩ tới kiếm gãy bên trong còn có một món tàn hồn, thậm chí còn sót lại hơi thở, cũng có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên. Luân hồi chi chủ, chớ có kinh hoàng, ta là Vĩnh Hằng Thần Điện thứ nhất đảm nhiệm điện chủ, Nam Cung Huyền. Thân ảnh kia phát ra thanh âm hùng hồn, nghe đã dậy chưa ác ý. Nhưng, hắn mới vừa muốn ám sát Nam Cung Nhã Tình, nhưng là làm bằng sắt sự thật, Diệp Thần như cũ tràn đầy phòng bị. Ngươi là Vĩnh Hằng Thần Điện thủ nhậm điện chủ, cũng chính là Khai Sơn Tổ Sư. Diệp Thần khá có chút kinh dị hỏi. Ngươi là ta lão tổ tông. Nam Cung Nhã Tình cũng là tiến lên trước một bước, nói, mới vừa vì sao phải giết ta. Vậy Nam Cung Huyền khẽ mỉm cười, nhìn Nam Cung Nhã Tình nói, lúc đầu ngươi là ta hậu bối sao? Ta còn lấy vì ngươi là luân hồi chi chủ đạo lữ đây. Nam Cung Nhã Tình gò má hơi đỏ lên, không lời chống đỡ. Diệp Thần trầm giọng nói, tiền bối, mới vừa vì sao phải động sát thủ. Nam Cung Huyền cười nói, các ngươi hỏi được buồn cười, các ngươi xông vào ta cổ mộ, quấy rầy ta thanh tịnh, còn hỏi ta vì sao phải động sát thủ. Diệp Thần nhất thời lúng túng, nói, là vãn bối mạo phạm, chỉ là. Lập tức liền đem Vĩnh Hằng Tiên Trì nhân quả, đơn giản nói một lần. Nam Cung Huyền hơi kinh hãi, nói, lúc đầu Vĩnh Hằng Tiên Trì, đã khô cạn sao? Diệp Thần nói, là vãn bối sai lầm. Nam Cung Huyền khoát tay một cái, nói, không phải ngươi sai, đây là nhân quả an bài, có lẽ ta cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm, muốn bởi vì ngươi xuất hiện, mà lần nữa khôi phục mũi nhọn. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt, rơi vào vậy một nửa gãy mất huyết kiếm trên, mang chút thổn thức. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói tiền bối, thanh kiếm này, rốt cuộc là lai lịch gì? Huyết kiếm năng lượng rất hùng hậu, liền liền luân hồi thiên kiếm, cũng muốn đem chiếm đoạt. Nam Cung Huyền nghe được Diệp Thần câu hỏi, nhưng là khẽ mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, người có thể từng nghe qua, nhân đồ thánh bôi. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, nhân đồ thánh bôi, tự nhiên nghe qua, món pháp bảo này, đã may mắn bị vãn bối thu phục. Lập tức đơn giản đem mình thu phục nhân đồ thánh bôi sự việc, nói một lần. Nam Cung Huyền sau khi nghe được, có vẻ giật mình, nói, lúc đầu nhân đồ thánh bôi, đã rơi xuống ở trên tay ngươi, ý trời, thật là ý trời à. Diệp Thần nhìn vậy một nửa huyết kiếm, ngạc nhiên nói, tiền bối, cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm, chẳng lẽ và nhân đồ thánh bôi, có quan hệ thế nào? Nam Cung Huyền gật đầu nói, đương nhiên là có quan hệ, năm đó Hồng Quân Lão Tổ, từng theo đuổi lấy giết chứng đạo, tàn sát hàng tỷ vũ trụ sinh linh, người đoán một chút năm đó hắn giết người sử dụng binh khí, là cái gì? Nghe nói như vậy, Diệp Thần, Ma Đế, Nam Cung Nhã Tình, đều là hoảng hốt. Diệp Thần kêu lên, chẳng lẽ chính là cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm? Nam Cung Huyền nói, không sai, năm đó cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm, chính là Hồng Quân Lão Tổ binh khí. Hồng Quân Lão Tổ lấy kiếm này, sát phạt hàng tỷ vũ trụ sinh linh, cuối cùng kiếm này bị hắn vứt, bởi vì một lần bất ngờ, vết nứt thành hai nửa. Diệp Thần nghe đến chỗ này, cả kinh thất sắc, nào nghĩ tới Vĩnh Hằng Thần Điện bí mật Vô Hồng Thần Kiếm, lại có thể cùng Hồng Quân Lão Tổ có liên quan. Thanh kiếm này, chính là Hồng Quân Lão Tổ năm đó sử dụng qua binh khí. Khó trách, kiếm này chi sát khí, như vậy nồng nặc. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, là hoàn toàn bị chấn động kinh động. Nam Cung Huyền nói, cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm, cũng là ta Vĩnh Hằng Thần Tộc khởi nguyên, Vĩnh Hằng Thần Tộc vì vậy kiếm mà mở ra, đáng tiếc, thanh kiếm này đã cắt thành hai nửa, một nửa kia không biết tung tích. Nếu như có thể tìm về một nửa kia kiếm gãy, hai kiếm gặp nhau, liền có thể mở Vĩnh Hằng bí mật, đó cũng là ta Vĩnh Hằng Thần Điện, đời 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 bảo vệ bí mật. Chấp trưởng Vĩnh Hằng người, tất có thể trở thành đời này người thứ nhất. Nam Cung Huyền thanh âm, mang mãi mãi thần bí cùng than thở. Hắn nói cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm, ẩn chứa kinh thế bí mật, người chấp trưởng có thể trở thành đời này người thứ nhất. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào hắn nói. Bởi vì, cái này cầm Vô Hồng Thần Kiếm, đã từng là Hồng Quân Lão Tổ binh khí. Hồng Quân Lão Tổ lấy kiếm này, sát phạt hàng tỷ vũ trụ. Vậy vô cùng vũ trụ bên trong, tất có vô số kinh thế cường giả, thậm chí có thể không hề thiếu vô lượng cường giả. Nhưng bỏ mặc nhiều ít cường giả,
cuối cùng đều chết ở thanh kiếm này phía dưới. Thanh kiếm này sau lưng ẩn chứa nhân quả, tuyệt đối là long trời lở đất. Tiền bối, người có từng biết đạo, ngoài ra một nửa kiếm rơi xuống. Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Nam Cung Huyền khẽ gật đầu một cái, nói ta cũng không biết, ta năm đó đạt được thanh kiếm này thời điểm, thanh kiếm này chính là gãy lìa trạng thái, ta một mực tìm ngoài ra một nửa, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có kết quả. Phải không? Diệp Thần có chút bất ngờ cùng thương tiếc, nếu như có thể tìm được ngoài ra một nửa kiếm, để cho Vô Hồng Thần kiếm khôi phục nguyên vẹn, tương đương với đạt được Hồng Quân lão tổ năm đó sử dụng qua binh khí. Vậy cơ duyên tạo hóa, thật là không có thể tưởng tượng to lớn. Nam Cung Huyền nói, luân hồi chi chủ, nếu ngươi hôm nay tới, cũng là duyên phận, sau này cái này cắt đứt kiếm, liền giao cho ngươi. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, giao cho ta. Nam Cung Huyền gật đầu nói, không sai, kiếm này vết nứt, thời thời khắc khắc đều cần linh khí ẩn dưỡng, nếu như Vĩnh Hằng Tiên chỉ còn tồn tại nói, linh khí ngược lại là đủ. Nhưng, Vĩnh Hằng Tiên chỉ khô héo, cái này cầm kiếm gãy nhất định phải có mới linh khí ngọn nguồn, mới khá ẩn dưỡng bảo tồn được, nếu không nhất định băng diệt. Diệp Thần khá là chút ngưng trọng, không nghĩ tới Vĩnh Hằng Tiên trì, vẫn là ẩn dưỡng không hồng kiếm gãy mấu chốt. Hồ Tiên bởi vì hắn mà khô héo, hắn tự nhiên có gìn giữ kiếm gãy trách nhiệm. Tiền bối, ta có thể đảm bảo quản cái này cầm kiếm gãy. Nhưng, ta muốn hỏi một chút, nơi đây tâm ma hơi thở, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hết sức tò mò, trừ không hồng kiếm gãy bên ngoài, cái này cổ mộ thần bí nhất, chính là vậy từng luồng tâm ma hơi thở. Tâm ma sao? Nam Cung Huyền nghe được Diệp Thần câu hỏi, tựa như bị xúc động cái gì, hư ảnh thân thể một hồi run rẩy run. Tiền bối, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tiến lên trước một bước, tiếp tục hỏi. Nam Cung Huyền yên lặng một hồi, trên mặt hơi mang theo một chút vùng vẫy, tựa hồ không muốn nhớ lại, cuối cùng vẫn là thở dài một cái, nói. Năm đó tâm ma đại chú kiếm, đã từng đi tìm ta. Diệp Thần ngạc nhiên nói, tâm ma đại chú kiếm, đi tìm tiền bối ngươi. Nam Cung Huyền nói, không sai, tâm ma đại chú kiếm, là sống nhờ ở luân hồi cùng vận mệnh tới giữa ung thư, là một môn tuyệt thế thần thông. Cửa này tuyệt thế thần thông, từ ra đời ngày dậy, chính là có linh trí. Đã từng, tâm ma đại chú kiếm kiếm linh, đi tìm ta, hy vọng ta làm hắn chủ nhân, chấp trưởng tâm ma kiếm, thống ngự thiên hạ. Nhưng, ta lúc ấy đã có một nửa vô hồng thần kiếm, cho nên cũng không đáp ứng. Vậy tâm ma kiếm linh tiếc nuối rời đi, trước khi đi giao cho ta một ít tâm ma sát khí, cho ta phòng thân sử dụng. Nhắc tới, cũng có chút thương tiếc, ta vạn cổ tới nay, không ngừng tìm, một mực không tìm được ngoài ra một nửa kiếm gãy. Nếu như ta ban đầu, đáp ứng chấp trưởng tâm ma, có thể ta đã luyện đến tâm ma tầng thứ 9, thống ngự thiên hạ. Nam Cung Huyền cũng có mình dã mong, cũng muốn đứng ở đỉnh thế giới. Tâm ma đại chú kiếm, trước tầng 8 bình thường không có gì lạ, bất kỳ một người nào thiên quân, đều có thể chống đỡ. Nhưng nếu như luyện đến tầng thứ 9, nhưng có thể nghịch thiên lột xác, đừng nói thiên quân, vô lượng cường giả đều khó ngăn trở. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế, đã từng đối tâm ma đại chú kiếm, cũng là vô cùng kiêng kỵ, có thể tưởng tượng được môn thần thông này cường hãn. Nếu như Nam Cung Huyền, thật ở vạn cổ trước, liền chấp trưởng tâm ma, thậm chí luyện đến tầng thứ 9 mà nói, có thể vạn khư căn bản không có quật khởi cơ hội. Cái này thống ngự thiên hạ, hùng bá vạn cổ cơ hội, chỉ như vậy bỏ lỡ, hắn dĩ nhiên là vô cùng tiếc nuối, hiện tại tự thân lâm vào là một món tàn hồn, lại cũng không còn ngày xưa quang vinh, vô hồng thần kiếm một nửa kia lại là chậm chạp không tìm được. Cái này cổ tiếc nuối, tự nhiên càng sâu nặng, đoạn tuyệt người ruột. Diệp Thần từ Nam Cung Huyền trong ánh mắt, thấy được nồng nặc hối hận. Tiền bối, sự việc đều đã đi qua, hối hận cũng là vô ích. Huống chi, tâm ma đại chú kiếm, muốn luyện đến tầng thứ 9, khó hơn lên trời, sợ rằng sẽ không so chứng đạo không không dễ dàng nhiều ít. Diệp Thần lắc đầu một cái, lên tiếng trấn an nói. Nam Cung Huyền ha ha cười một tiếng, nói, vậy ngược lại chưa chắc, à. Bất quá nói gì đã trễ rồi. Sau đó tâm ma đại chú kiếm, lựa chọn hạ giới một cái kêu là Yến Trường Ca người là chủ nhân. Vậy Yến Trường Ca là thứ gì, hắn cũng xứng cùng ta so sánh. Đế Thích Thiên lại là thứ gì, bất quá vạn khư tù nhân thôi. Liền Đế Thích Thiên, đều có thể luyện đến tầng thứ 8,
ta Nam Cung Huyền phải luyện đến tầng thứ 9, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là cực lớn xác suất sự việc. Nam Cung Huyền búng ngón tay một cái, trong ánh mắt tràn đầy hào hứng. Hắn ngầm có một món tâm ma hơi thở, cho nên cho dù vạn cổ ngủ say nơi này, nhưng dựa vào tâm ma nhân quả suy diễn, ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện, đều là như lòng bàn tay. Nhưng mà, cái này cổ hào hứng, chỉ là lóe lên một tí, chính là ảm đạm xuống. Nam Cung Huyền hơi có chút uể oải nói, à, vạn cổ mưa gió, đều đi qua, ta bỏ lỡ cơ hội, đời này lại không quật khởi có thể. Hôm nay, ta tàn hồn năng lượng sắp tăng tấn, chỉ muốn khôi phục thân xác, hưởng thụ chút ngày yên tĩnh. Luân hồi chi chủ, vậy ngoài ra một nửa kiếm gãy, liền nhờ ngươi đi tìm, chờ ngươi mở vô hồng thần kiếm bí mật, tất có thể lấy được nghịch thiên đại cơ duyên. Sẽ không so tâm ma tầng thứ 9 yếu đi nơi nào. Đến lúc đó, ngươi nhất định có thể thống ngự thiên hạ, nghiền nát vạn khư. Diệp Thần nghe được Nam Cung Huyền lời này, trong lòng cũng là một hồi kích động. Cái gì thống ngự thiên hạ, hắn là không cái ý niệm này, nhưng nghiền nát vạn khư, nhưng là tâm nguyện của hắn. Tiền bối, như ta thật có thể tìm được ngoài ra một nửa kiếm, nghiền nát vạn khư, ta nhất định nghĩ biện pháp, vì ngươi khôi phục thân xác. Diệp Thần chắp tay một cái, trịnh trọng cam kết nói. Nam Cung Huyền khẽ mỉm cười, nói, được, rất tốt, vậy thì chúc ngươi may mắn, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dứt lời, Nam Cung Huyền bóng người, lần nữa trốn vào huyết kiếm bên trong. Huyết kiếm vo ve tiếng vang, tất cả huyết quang dị tượng, đều là thu liễm đi vào, đổi được bình thường không có gì lạ hình dáng, yên lặng nằm ở Diệp Thần trong lòng bàn tay. Diệp Thần nhìn trong tay kiếm gãy, lại nhìn xem Nam Cung Nhã Tình và Ma Đế. Ba người đều là yên lặng, không khỏi thổn thức. Nào nghĩ tới cái này cầm kiếm gãy sau lưng, lại có thể hàm chứa Hồng Quân lão tổ, tâm ma thần thông vân. Vân cổ xưa nhân quả. Nam Cung cô nương, thanh kiếm này, liền do ta trước giữ, sau này như là tìm được ngoài ra một nửa kiếm gãy, ta sẽ mời ngươi cùng mở. Diệp Thần nhìn về Nam Cung Nhã Tình, trịnh trọng nói. Thanh kiếm này thuộc về Vĩnh Hằng Thần Điện, nhưng hiện tại, Vĩnh Hằng Thần Điện hiển nhiên không có sức lại giữ đi xuống. Bởi vì, uẩn dưỡng kiếm gãy, cần số lớn tài nguyên. Hôm nay Vĩnh Hằng Thần Điện, cũng không có cái loại này tài nguyên. Diệp đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, an tâm cầm thanh kiếm này chính là, ngươi là ta Vĩnh Hằng Thần Điện đại ân nhân, ta tin tưởng ngươi. Nam Cung Nhã Tình nhẹ giọng nói. Diệp Thần nhìn nàng mang gương mặt tái nhợt, hơi có chút thương tiếc, nói, ngươi cùng ta đi thôi, ta sau này chiếu cố ngươi. Nam Cung Nhã Tình lộ ra một cái buồn bã mỉm cười, lui về phía sau một bước, nói, không cần, ta muốn lưu lại, xây lại Vĩnh Hằng Thần Điện, ta không thể để cho cha ta đạo thống, lúc này vẫn diệt. Diệp Thần có chút đau lòng nàng, suy nghĩ một chút, thuận tiện lấy tự thân máu tươi, hội tụ thành một tấm phù chiếu, giao cho nàng, nói, ngươi cầm đạo bùa này chiếu, nếu như đụng phải gặp nguy hiểm, đem xé nát, ta sẽ lập tức hạ xuống giúp ngươi. Nam Cung Nhã Tình nhận lấy phù chiếu, trong lòng cảm kích, nói, đa tạ ngươi, Diệp đại ca. Có Diệp Thần bảo vệ, nàng tương lai xây lại Vĩnh Hằng Thần Điện, tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Cái này phiến bên trong cổ mộ, trừ một nửa không hồng kiếm gãy bên ngoài, còn có không thiếu thiên tài địa bảo, đủ Nam Cung Nhã Tình tương lai tiêu hao. Diệp Thần lại ngoài định mức cho nàng một ít đan dược và vật liệu, suy nghĩ một chút. Lại là để cho trấn thủ Hoàng Tuyền đồ thật lâu Thanh Long Sa La cây, lưu lại giúp đỡ. Hiện tại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, Thanh Long Sa La cây đối hắn tác dụng đã chừng mực. Nhưng, nhắm ngay chuẩn bị xây lại, trăm phế đợi hưng Vĩnh Hằng Thần Điện mà nói, Sa La cây nhưng là một lớn trợ lực. Nam Cung Nhã Tình thật sâu cảm kích Diệp Thần, không thể hồi báo. Diệp Thần và Ma Đế lưu lại 2 ngày, hỗ trợ xây lại một ít cung điện. Chuyện chỗ này, 2 ngày sau đó, Diệp Thần và Ma Đế, chính là cáo từ rời đi. Thiết Vương tọa nhân quả, đã mờ mịt không thể bắt. Vậy Thiết Vương tọa, hơn phân nửa là rời đi thất lạc thời không? Mà theo Thiết Vương tọa rời đi, kế cận sụp đổ thất lạc thời không, cũng là dần dần ổn định lại. Ổn định lại thất lạc thời không, tự nhiên thuận lợi Vĩnh Hằng Thần Điện xây lại. Thằng nhóc, tiếp theo ngươi muốn đi nơi nào? Ma Đế cùng Diệp Thần đi ở gần như hư vô thời không bên trong, hỏi. Diệp Thần suy tư một hồi, liền nói, ta chuẩn bị tiếp tục truy xét Thiết Vương tọa tung tích.
Khác một đoạn không hồng kiếm gãy, Nam Cung Huyền tìm vạn cổ, cũng không từng dòm ngó gặp chút nào bóng dáng. Diệp Thần trong chốc lát, tự nhiên không biết đi nơi nào tìm. Ngược lại là Thiết Vương Tọa, trước đây đã từng dòm ngó gặp qua nhân quả, nếu như lại tìm đi xuống, có lẽ có một chút cơ hội, có thể tìm được Thiết Vương Tọa. Ma Đế lắc đầu một cái, nói, ngươi coi như có thể tìm được Thiết Vương Tọa, cũng chưa chắc có thể chấp trưởng, ngươi lên lần, chỉ là hơi dòm ngó gặp vậy ngai vàng thiên cơ, liền thiếu chút nữa thiết hóa thành người chết. Nhớ tới Diệp Thần trước đây gặp hung hiểm, Ma Đế lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy Thiết Vương Tọa hơi thở, không khỏi quá bá đạo một chút, coi như là Diệp Thần, cũng thiếu chút nữa bị thiết hóa, hoàn toàn chết. Bất kể như thế nào, tìm được trước vậy Thiết Vương Tọa nói sau. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hiện tại hắn tu vi tấn thăng, hơn nữa dòm ngó thấy tự thân võ đạo gông xiềng tồn tại, thực lực thật to tăng lên. Nếu như lần nữa đụng phải Thiết Vương Tọa mà nói, Diệp Thần tin tưởng, mình sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Ma Đế nói, Thiết Vương Tọa quá mức mờ ảo, ta liền không cùng ngươi đi tìm, ta về trước Cựu Nhật Minh. Diệp Thần gật gật đầu nói, được. Thỏa thuận xong, hai người liền muốn phân biệt. Chợt vào lúc này, trong hư không một hồi chấn động, có màu thiên thanh mưa bụi dâng lên, một cái ăn mặc thiên trường bào màu xanh ông già, cả người tràn ra thiên quân hơi thở, biến dạng hư không, hạ xuống. Diệp Thần và Ma Đế thấy vậy, đều là trong lòng rét một cái. Xem lão giả kia trang phục, rõ ràng cho thấy thiên thanh minh người, hơn nữa còn là một tôn cực kỳ cường đại thiên quân, thực lực khá là cường hãn. Diệp Thần và Ma Đế nhất thời phòng bị, trong lòng cũng muốn, là thiên thanh minh người tới báo thù. Dẫu sao, Diệp Thần giết chết Lưu Trường Thanh, hai bên kết thù, quả thực không nhỏ. Luân hồi chi chủ, Ma Đế các hạ, chớ có kinh hoàng, lão phu là thiên thanh minh sứ giả, nhưng cũng không phải là trả thù tới. Ông già hạ xuống, hướng Diệp Thần và Ma Đế chắp tay một cái, khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần gặp hắn tựa hồ cũng không ác ý, trong lòng hiếu kỳ nói, ngươi không phải tới thay Lưu Trường Thanh báo thù. Vậy ông già cười nói, không phải, lão phu họ Phong, đã từng là 10 đại thiên quân thế gia, Phong gia trưởng lão, sau đó tránh nạn, gia nhập thiên thanh minh. Nhắc tới, lão phu cùng luân hồi chi chủ, cũng có chút hứa uyên nguyên. 10 đại thiên quân trong thế gia, Phong gia lão tổ gió đế quân, công khai cùng Vũ Hoàng cổ đế quyết liệt, đổ mâu chống đỡ luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng thế gia và Phong gia, lúc này bùng nổ tranh đấu kịch liệt, rất nhiều Phong gia đệ tử, đều bị tru diệt. Cái này ông già, nếu quả thật là Phong gia đã từng là trưởng lão, đó cùng Diệp Thần, đúng là có chút sâu xa. Diệp Thần không có động tĩnh, nói, ngươi vừa thoát khỏi Phong gia, đầu dựa vào thiên thanh minh, chúng ta liền lại không nửa điểm sâu xa. Vậy Phong lão cười nói, luân hồi chi chủ, cần gì phải như vậy tuyệt tình. Ngươi thiên phú rất cao, không bằng gia nhập ta thiên thanh minh, ta phụng minh chủ cổ thanh huyền mệnh lệnh tới, hắn muốn mời ngươi hợp tác, cùng đối kháng vạn khư. Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiên thanh minh không những không trả thù, còn muốn mời chào mình, nói các ngươi thiên thanh minh, có một tôn thiên quân cường giả, bị ta tru diệt, chuyện này cứ tính như vậy. Phong lão nói, chỉ cần luân hồi chi chủ, chịu gia nhập thiên thanh minh, điểm này ân oán, liền do hắn đi qua đi. Diệp Thần nói, nếu như ta không gia nhập đâu. Phong lão ra mặt hơi co rúm, yên lặng một trận, móc ra một cái ngọc bội, nói, luân hồi chi chủ, lão phu nhân vi ngôn nhẹ, hay là mời minh chủ đại nhân, tự mình đi ra cùng ngươi nói một chút. Hắn đem bóp vỡ ngọc bội, trong thoáng chốc, thì có một cổ minh mông hơi thở nổ lên, trên không trung hội tụ thành một đạo tràn đầy uy nghiêm bóng người. Đó là một người mặc tử kim bát quái đạo bào người trung niên, xem hắn trên người tán phát ra quy luật hơi thở, rõ ràng cho thấy một tôn vô lượng cường giả. Hiện tại xuất hiện, chỉ là hắn một đạo hư ảnh, nhưng cũng có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên tả hữu thực lực, không phải chuyện đùa. Bổn tọa cổ thanh huyền, thiên thanh minh minh chủ, luân hồi chi chủ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay được gặp tôn phạm, quả nhiên là khí độ tuyệt trần, danh bất hư truyền. Hư ảnh kia chính là cổ thanh huyền. Diệp Thần và Ma Đế cảm thấy cổ thanh huyền uy nghiêm, đều là kiêng kỵ lui về phía sau hai bước, âm thầm phòng bị. Cho dù cổ thanh huyền hạ xuống, chỉ là hư ảnh, nhưng hư ảnh này cũng có thiên huyền cảnh 4 tầng thiên thực lực, tự nhiên không thể khinh thường. Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, cầm kiếm nơi tay,
sau lưng mơ hồ có nhân đồ thánh bôi khí tượng hiện lên, nói, ngươi muốn làm cái gì? Cổ Thanh Huyền nhìn Diệp Thần cái này bộ dáng như lâm đại địch, cười nói, luân hồi chi chủ, không cần như vậy phòng bị, ta muốn mời ngươi hợp thôi. Hôm nay Thái Thượng Thế Giới, Vạn Khư Thần Điện một nhà độc quyền, Nguyện Vọng Thần Giáo, Đan Thanh Tiên Tông, Kiếm Môn, còn có ta Thiên Thanh Minh cùng nhóm thế lực, mỗi người hùng bá một khối, như vậy thì ta nhóm thế lực, bất quá là một đám cát rời rạc, muốn nghịch phạt Vạn Khư, chống lại Vũ Hoàng, phải liên hiệp. Mà ngươi, chính là liên hiệp mấu chốt. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Thanh Huyền ánh mắt cũng là sắc bén lại, chăm chú nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói, ngươi nói tới nói lui, bất quá là muốn lôi kéo ta vào Thiên Thanh Minh, nhưng ta cũng không ý gia nhập bất kỳ thế lực. Cổ Thanh Huyền cười nói, luân hồi chi chủ, không cần gấp như vậy trước cự tuyệt, ta đưa ngươi một món quà. Vừa nói, Cổ Thanh Huyền vung tay lên, một cái mênh mông đại lộ chữ viết, bắn ra. Đó là một cái chữa trận. Là 33 thiên thần văn một trong. Cái này chữa trận, đã từng là Lưu Trường Thanh thần văn. Sau đó, Lưu Trường Thanh bị Diệp Thần chém chết, trận chữ thần văn cũng trở về quay về căn nguyên, lần nữa trở lại Thiên Thanh Minh trong tay. Hiện tại, Cổ Thanh Huyền nhưng là cầm ra trận chữ thần văn, thành tựu lễ vật, muốn mời Diệp Thần, gia nhập hán minh phái. Diệp Thần tu luyện Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết, nếu như có thể bắt được cái trận này chữ thần văn, hắn trận pháp thành tựu, nhất định có thể nghịch thiên tăng vọt. Dẫu sao, 33 thiên thần văn, mỗi một chữ, đều là không không thời không linh khí ngưng tụ ra, nội tình không phải chuyện đùa. Diệp Thần tinh thông trận tự quyết, nếu như trận chữ thần văn rơi vào trong tay hắn, có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Diệp Thần nhìn trận kia chữ thần văn bay tới, cũng có chút động tâm. Nhưng, hắn không hề muốn tiếp nhận Cổ Thanh Huyền lễ vật. Lập tức, Diệp Thần bàn tay vung lên, một cổ cương phong đánh ra, rất miễn cưỡng dừng lại trận kia chữ thần văn phóng tình thế. Trận chữ thần văn liền đình trệ ở giữa không trung, ông ông tác hưởng. Cổ Thanh Huyền gặp Diệp Thần không chịu thu, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, luân hồi chi chủ, người một mình tác chiến, tuyệt không khả năng đối kháng Vạn Khư. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta Thiên Thanh Minh. Lấy người uy vọng, có thể tái chỉnh hợp Thái Thượng Phong gia, Nguyện Vọng Thần Giáo, Thân Đồ gia tộc cùng nhóm thế lực. Đến lúc đó, chúng ta rất nhiều thế lực liên hiệp, nghịch phạt Vạn Khư, cũng không chuyện không thể nào. Cổ Thanh Huyền mục đích, không chỉ là lôi kéo Diệp Thần, còn muốn lợi dụng Diệp Thần luân hồi chi chủ uy vọng, chỉnh hợp Thái Thượng Thế Giới rất nhiều thế lực. Hiện tại, Thái Thượng Thế Giới là một siêu mạnh bao nhiêu cục diện. Vạn Khư Thần Điện một nhà độc quyền, nhưng hắn thế lực. Giống vậy có cực mạnh tiềm lực, chỉ là quá mức tán, giống như cát rời rạc, không cách nào hợp lực thôi. Nhưng nếu như có Diệp Thần luân hồi hiệu triệu, rất nhiều thế lực liên hiệp, cường cường cộng minh, vậy cho dù là Vạn Khư Thần Điện, cũng phải làm sợ hãi. Diệp Thần cười một tiếng nói, nếu như ta thật gia nhập Thiên Thanh Minh, chỉnh hợp Thái Thượng Thế Giới rất nhiều thế lực, người đó tới làm minh chủ. Nghe được vấn đề này, Cổ Thanh Huyền mặt liền biến sắc, nhất thời im miệng, nói cái này. Cái này, minh chủ vị mà, cái này có thể chậm một chút thương lượng lại, tóm lại, người trước phải gia nhập ta Thiên Thanh Minh nói sau. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, cũng là biết được Cổ Thanh Huyền tâm tư, bất quá là muốn lợi dụng mình, mời chào bốn phương, thực hiện hắn Thái Thượng Minh Chủ, hùng phách thiên xuống mộng đẹp thôi. Cổ Minh Chủ, không cần nói nữa, ta thói quen liền một người, không muốn gia nhập ngươi Thiên Thanh Minh. Diệp Thần giọng kiên quyết, trực tiếp cự tuyệt. Cổ Thanh Huyền ra mặt co giúp, nói, ngươi thật cố ý muốn cùng ta Thiên Thanh Minh là địch. Diệp Thần yên lặng không nói, coi như là gật đầu. Cổ Thanh Huyền cắn răng một cái, nói, được, rất tốt. Luân hồi chi chủ, hy vọng ngươi không nên hối hận, lần sau lại gặp nhau, chúng ta liền là địch nhân. Dứt lời, Cổ Thanh Huyền vung tay lên, liền muốn thu hồi trận chữ thần văn rời đi. Nhưng vào lúc này, Ma Đế bỗng nhiên ra tay. Ma Đế bàn tay gào thét ra, lòng bàn tay nổ lên hắc khí cuồn cuộn, như muốn che trời vậy bao phủ tới, ô đích một tiếng, liền đem trận kia chữ thần văn, bắt tới trong tay. Đi! Ở cướp được trận chữ thần văn sau đó, Ma Đế lập tức kéo Diệp Thần, biến dạng hư không chạy trốn xa đi. Cái này một tí đột biến vội vàng, Cổ Thanh Huyền căn bản không nghĩ tới, Ma Đế sẽ xuất thủ cướp lấy hắn đồ. Đáng chết, tiểu nhân hèn hạ! Cổ Thanh Huyền giận dữ. Muốn đuổi theo,
nhưng ma đế đã sớm mang Diệp Thần bỏ chạy, hắn chỉ là một đạo hư ảnh, muốn truy đuổi cũng không theo đuổi. Minh chủ đại nhân, Phong lão có chút thấp thỏm đứng ở Cổ Thanh Huyền bên người. Lần này không mời được Diệp Thần, ngược lại bị mất trận chữ thần văn, thật là quá biệt khuất. Luân hồi chi chủ, ma đế, chờ lần sau gặp nhau, ta muốn các ngươi chết. Cổ Thanh Huyền cắn răng nghiến lợi, cặp mắt tràn đầy lửa giận, nhưng hiện tại nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể ôm hận rời đi. Thất lạc thời không bên trong, lưu lại Thiên Thanh Minh thành viên, cũng là được cảm cho đòi, rối rít rời đi. Một chỗ khác trong hư không, ma đế mang Diệp Thần, hiện thân đi ra. Cho ngươi. Ma đế cười một tiếng, cầm trong tay trận chữ thần văn, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, vì sao? Hắn cũng không nghĩ tới, ma đế lại đột nhiên ra tay, cướp lấy Cổ Thanh Huyền thần văn. Như vậy thứ nhất, hai người bọn họ và Cổ Thanh Huyền tới giữa, coi như là kết làm tử thù. Ma đế cười nói, dù sao ngươi cũng không chịu gia nhập Thiên Thanh Minh, lần sau gặp nhau chính là kẻ địch, nếu là kẻ địch, vậy có thể cướp đồ, tự nhiên vẫn là sớm đoạt lại cho thỏa đáng. Diệp Thần sửng sốt một tí, chợt vui vẻ cười to, nói không sai. Vậy thì cảm ơn. Lập tức, Diệp Thần nắm thật chặt trận chữ thần văn, trong cơ thể hơi thở chấn động. Trận kia chữ thần văn, chính là hoàn toàn dung nhập vào Diệp Thần đan điền bên trong đi, ngay chớp mắt luyện hóa thành công. Người bình thường muốn luyện hóa thần văn mà nói, có thể cần phải hao phí đại lượng tinh lực. Nhưng, Diệp Thần tinh thông trận tự quyết, và cái trận này chữ thần văn, hơi thở có mãnh liệt đồng tình. Trận chữ thần văn rơi vào trong tay hắn, liền giống như con cá vào trong nước. Ông, ở luyện hóa trận chữ thần văn sau đó, Diệp Thần cả người khí lưu nổ, diễn hóa ra ngàn vạn nặng trận pháp, vắt ngang ở trong hư không, hiện ra vô cùng hào hùng khí tượng. Hiện tại có trận chữ thần văn, Diệp Thần trận pháp thành tựu, đạt tới một cái vô cùng kinh khủng bước. Liền liền ma đế, ở Diệp Thần bằng bạc trận pháp khí tượng hạ, cũng là liên tiếp lui về phía sau đi ra ngoài. Rất tốt, thằng nhóc, nói riêng về trận pháp tu vi nói, hôm nay ngươi, có thể nói là thiên hạ người thứ hai. Ma đế một hồi khen ngợi. Diệp Thần trận pháp thành tựu, cường hãn như vậy, dõi mắt thiên hạ, vậy chỉ có Vũ Hoàng Cổ Đế, có thể vượt qua hắn. Nếu như Diệp Thần có thể phi thăng, trở thành thiên quân, lĩnh ngộ được thái thượng thế giới quy luật, lại dung nhập vào tự thân trận pháp bên trong, hắn phản siêu Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ma đế tiền bối, đều là ngươi công lao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lần nữa hướng giả thiên ma đế nói cảm ơn. Nếu như không phải là ma đế tâm tư quả quyết, cái trận này chữ thần văn, cũng không khả năng rơi vào Diệp Thần trong tay. Ma đế cười nói, không sao. Người ta tới giữa, liền không cần khách khí, vậy ta liền cáo từ trước. Diệp Thần chắp tay nói, lần sau gặp lại. Hai người lúc này nói tạm biệt tách ra, ma đế trở lại Cựu Nhật Minh, mà Diệp Thần cũng là mang Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh đám con gái, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Diệp Thần vốn muốn đi tìm Thiết Phương Tọa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Thiết Phương Tọa đã không có ở đây thất lạc thời không, thiên cơ mờ ảo không thể truy tìm, không có đầu mối mà nói. Mù quáng đi tìm cũng chỉ là phí công, ngược lại không như về trước Bắc Mãng tổ địa chỉnh đốn một tí. Tâm ý đã quyết, Diệp Thần biến dạng hư không, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh cùng nữ, vậy từ suối vàng thế giới và nguyện vọng thiên tinh bên trong đi ra. Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, Dạ Vô Tấn, vậy đi ra. Đám người liền ở Bắc Mãng tổ địa bên trong đoàn tụ, một phen uống thỏa thích. Đến được ban đêm. Diệp Thần và hai nữ cộng túc phòng một, hết sức triền miên sau đó, chợt nghe tổ địa bên ngoài trên biển khơi, truyền tới một hồi tiếng tiêu. Tiếng tiêu kiệu uyển chuyển thê lương, Diệp Thần mơ hồ bắt được Nhâm Phi Phàm hơi thở. Nhâm tiền bối tới. Diệp Thần trong lòng động một cái, phủ thêm quần áo, đi ra ngoài tổ địa bên ngoài, quả nhiên ở mờ mịt trong biển khơi, gặp được một đạo đón gió cao ngất bóng người. Chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm cầm một chi ngọc tiêu, đứng chung một chỗ trên đá ngầm, chậm rãi thổi, tiếng tiêu rất là lạnh lẽo thanh. Nhâm tiền bối. Diệp Thần kêu gọi một tiếng, ngự gió bay đi. Ồn ào đến ngươi. Nhâm Phi Phàm thu hồi ngọc tiêu, cười nói. Diệp Thần nói, không có, Nhâm tiền bối, ngươi nếu đã tới, làm sao không trực tiếp đến tìm ta. Nhâm Phi Phàm cười nói, ngươi mới từ thất lạc thời không bên trong trở về.
ta muốn chờ ngươi nghỉ ngơi một chút, lại cùng ngươi nói một chút cũng không muộn. Diệp Thần nhớ tới mới vừa ở trong phòng, và Hạ Nhược Tuyết đám con gái Triển Miên, gương mặt hơi đỏ lên, tằng hắng một cái, nói, Nhâm tiền bối, ngươi có chuyện trực tiếp cùng ta nói là được. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, lần đi thất lạc thời không, ngươi gặp được Thiết Vương Tỏa. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, Nhớ tới Thiết Vương Tỏa, Diệp Thần vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Vậy Tôn Ngai Vàng, hơi thở chân thực quá kinh khủng điểm, thiếu chút nữa thì đem hắn thiết hóa. Nhâm Phi Phàm nói, lấy ngươi hôm nay thực lực, muốn chấp trưởng Thiết Vương Tỏa, cơ hồ không thể nào. Diệp Thần nói, hắn tự nhiên cũng biết, thời khắc này mình, thực lực còn chưa đủ mạnh, coi như tìm được Thiết Vương Tỏa, chỉ sợ cũng khó mà đem thu phục. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi thực lực đã là thái chân cảnh tầng 8 trời, khoảng cách trăm gia cảnh càng ngày càng gần, nếu như ngươi có thể chạm ra đột phá, tấn thăng trăm gia cảnh mà nói, có lẽ có chấp trưởng Thiết Vương Tỏa cơ hội. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, Nhâm tiền bối, ta muốn chặt đứt võ đạo gông xiềng, ngươi có đề nghị gì hay? Ngươi cảm thấy, ta có thể chặt đứt nhiều ít gông xiềng. Chạm ra đột phá, là trở thành thiên quân trước, một cánh cửa cuối cùng hạm. Chạm ra số lượng, quyết định sau này tu vi thành tựu. Theo Diệp Thần biết, năm đó Nhâm Phi Phàm chạm ra, số lượng là 97 nói. Vũ Hoàng Cổ Đế là chạm ra 93. Thiên nữ lần đầu chạm ra là 90, yếu đi một chút, sau đó nàng không hài lòng, nặng chạm ra khóa, nhận chịu cực lớn thống khổ, cuối cùng đạt thành chạm ra 96 thành tựu. Cao nhất ghi chép, là Hồng Quân Lão Tổ và Võ Tổ, đều là chạm ra 99 nói. Đây đã là cực hạn. Chạm ra trăm đạo, đó là truyền thuyết, cho tới bây giờ không có ai đạt thành qua. Liền liền Hồng Quân Lão Tổ và Võ Tổ, năm đó vậy không đạt thành trăm gia chém, kém cuối cùng một đạo. Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn Diệp Thần, nói, ngươi từng mở ẩn núp cảnh giới võ hư cảnh, hơn nữa thân cái luân hồi huyết mạch, rất có thể đột phá người xưa, thậm chí là đột phá Hồng Quân Lão Tổ cực hạn, đạt thành trăm gia chém. 100 đạo võ đạo gông xiềng. Khó khăn nhất chặt đứt, là cuối cùng ba nói. Vậy cuối cùng ba đạo gông xiềng, có hai đạo ở trong mắt, còn có một đạo, trong tim trên. Ta năm đó, chạm ra 97, chính là kém cuối cùng này ba đạo, không có thể chặt đứt. Nói tới chuyện cũ, Nhâm Phi Phàm trong giọng nói, mang vô tận tiếc nuối. Diệp Thần lẩm bẩm nói, cuối cùng ba đạo, cũng như này khó mà chặt đứt. Liền Nhâm tiền bối ngươi cũng không làm được. Nhâm Phi Phàm thở dài nói, dĩ nhiên, đầu tiên là cặp mắt lên gông xiềng. Người ánh mắt, luôn là sẽ bị ngoại giới khí tượng làm cho mê hoặc, không cách nào dòm ngó gặp đại đạo căn nguyên, chính là bởi vì bị gông xiềng giam lại. Muốn nhắm thẳng vào căn nguyên, chứng đạo trung cực không không, trước hết đem cặp mắt gông xiềng chém tới, mới có thể theo dõi thiên địa vũ trụ chân thật nhất. Ánh mắt ta trên, còn mang hai đạo gông xiềng, cũng không có thể chém tới. Còn có cuối cùng một đạo, tim gông xiềng, muốn chặt đứt, lại là vô cùng khó khăn, thậm chí so chặt đứt trước mặt 99 đạo, còn muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Diệp Thần rung động trong lòng, tim gông xiềng. Nhâm Phi Phàm nói, không sai, đây là 100 đạo gông xiềng bên trong, sau cùng một đạo, vậy là gian nan nhất một đạo. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có ai, có thể chặt đứt tim gông xiềng. Liền liền Hồng Quân Lão Tổ. Võ Tổ, cũng không làm được. Nhân tâm, so với nguyên cái thiên địa vũ trụ, cũng phức tạp hơn được nhiều, thâm ảo được hơn. Muốn chặt đứt tim gông xiềng, so với hủy diệt ngàn vạn vũ trụ, còn phải gian nan vô số lần. Diệp Thần lại là rung động, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hỏi tiền bối, 100 đạo gông xiềng, ta có thể hay không trước chém phía sau mấy đạo. Nói thí dụ như nếm trước thí chặt đứt cặp mắt gông xiềng, thậm chí là tim gông xiềng. Lại tiếp tục chặt đứt những thứ khác. Võ đạo gông xiềng, là thật thực tồn tại, phân phối trên cơ thể người kinh mạch, xương cốt, nội tạng các nơi, giam cầm hạn chế người tiềm lực. Đã như vậy, vậy cái gọi là chạm ra, thật ra thì cũng không nghiêm ngặt thứ tự phân chia. Chỉ cần ngươi nguyện ý, suy nghĩ có thể đến thân thể bất kỳ địa phương, đánh vào bất kỳ gông xiềng. Nhâm Phi Phàm nghe Diệp Thần cái vấn đề này, cười nói, dĩ nhiên có thể. Nhưng trước mặt gông xiềng không chặt đứt, tiềm lực không mở rộng ra ngoài, nhưng động thủ trước đi đánh vào phía sau gông xiềng, sẽ không thành công. Trên lịch sử, liền từng có vô số thiên tài, ôm trước ngươi như vậy ý tưởng,
kết quả không có một cái có thể thành công, cũng không biết chết liền bao nhiêu người. Cặp mắt gông xiềng, còn có tim gông xiềng, muốn chặt đứt, quá gian nan. Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm đều có điểm thổn thức than thở, cảm khái trảm ra khó khăn. Diệp Thần nói, tiền bối, nếu phía sau ba đạo gông xiềng, như vậy khó mà chặt đứt, ta muốn chặt đứt trăm đạo gông xiềng, như vậy làm sao có thể làm được. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi có cơ hội, bởi vì, ngươi là luân hồi chi chủ, luân hồi liền cửu thế, tích lũy ngút trời khí vận công đức, huyết mạch ngươi vô cùng cường hãn, ngươi có cơ hội đánh vào trăm ra chém. Tim gông xiềng nếu có thể chặt đứt, đem ngươi tới thành tựu, nhất định có thể vượt qua Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ. Diệp Thần rất chấn động, nói tim gông xiềng, phải như thế nào chặt đứt? Đạo tâm gông xiềng, là cuối cùng một đạo gông xiềng, vậy là khó khăn nhất chặt đứt tồn tại. Năm xưa Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ, bọn họ cũng cùng Diệp Thần như nhau, đã từng bước vào qua ẩn núp cảnh giới võ hư cảnh, nhưng bọn họ đối mặt cuối cùng một đạo tâm gông xiềng, vậy đánh vào thất bại. Diệp Thần rất muốn biết đạo, cuối cùng này tim gông xiềng, phải như thế nào chặt đứt? Nhâm Phi Phàm ánh mắt mang theo một chút mờ mịt, ngắm nhìn dưới bóng đêm mặt biển, thấp giọng nói, ta cũng không biết, ta năm đó, liền liền cặp mắt gông xiềng, đều không có thể chặt đứt, không nói đến tim gông xiềng. Diệp Thần trầm mặc xuống, liền Nhâm Phi Phàm cũng không biết như thế nào chặt đứt, vậy hắn tương lai, muốn đạt thành trăm gia chém, hy vọng chỉ sợ là vô cùng là mong manh. Nhâm Phi Phàm dừng một chút, chính là nói tiếp, người hôm nay thái chân cảnh tầng 8 trời, khoảng cách trảm ra đã không xa, người muốn bắt đầu bắt tay bố trí chuẩn bị. Lịch sử bên trên, có tham khảo ý nghĩa, chỉ có hai người, cũng phải Hồng Quân, hai là Võ Tổ. Ta mang người hồi Huyền Hải, để cho người xem năm xưa Hồng Quân trảm ra bí ẩn, có lẽ có thể cho người một chút dẫn dắt. Diệp Thần cả kinh, chẳng lẽ nói, Nhâm Phi Phàm lại có biện pháp, có thể trả lại như cũ năm đó Hồng Quân trảm ra bí mật. Nếu quả thật như vậy, Nhâm Phi Phàm không khỏi cường hãn một chút. Lập tức, Diệp Thần chính là đi theo Nhâm Phi Phàm, biến dạng hư không, về lại Huyền Hải. Huyền Hải, chỗ này, cùng Hồng Quân lão tổ, có cực lớn nhân quả liên quan. Bởi vì nơi đây, chính là Hồng Quân lão tổ một giọt nước mắt biến thành. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, đi tới một tòa trên hoang đảo, nói ta có thể dùng thuật pháp, trả lại như cũ ngày xưa một phần chia Hồng Quân trảm ra ý, nhưng trả lại như cũ hình ảnh, có thể sẽ mang cho ngươi cực lớn đánh vào, ngươi muốn chú ý. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ưng, lập tức liền sử dụng hoàng tuyển đồ, nguyện vọng thiên tinh, luân hồi thiên kiếm vân. Vân, bảo vệ tự thân, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hồng hoang năm tháng, vạn cổ thong thả, thánh hiền cô quạnh, thiên cơ mong manh. Nhâm Phi Phàm nhẹ giọng ngâm sướng, ngón tay điểm ra. Diệp Thần liền nhìn ra, Nhâm Phi Phàm đầu ngón tay tích xuất liền máu tươi, gương mặt dần dần trắng bệch. Hiển nhiên, thi triển cái này thuật pháp, tái diễn thiên cơ, trả lại như cũ ngày xưa Hồng Quân trảm ra hình ảnh, đối Nhâm Phi Phàm mà nói, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Máu tươi không ngừng trôi qua, Nhâm Phi Phàm sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Diệp Thần bốn phía, chính là dâng lên từng trận trắng xóa sương mù. Sương mù bên trong, có như ẩn như hiện, đứt quãng hình ảnh nổi lên. Hình ảnh kia bên trong, ngồi xếp bằng một người thanh niên nam tử, như Nhâm Phi Phàm vậy tự nhiên cao ngất, ngọc thụ lâm phong. Chính là Hồng Quân lão tổ, lúc còn trẻ dung mạo hình tượng. Chỉ gặp Hồng Quân lão tổ, ngồi xếp bằng ở một phiến tiên khí vòng quanh trên đỉnh núi, quanh thân lơ lửng rất nhiều hơn cổ xưa pháp bảo. Diệp Thần thậm chí thấy được một ít quen thuộc tồn tại, ví dụ như Hồng Quân thất bảo bên trong thập phương kiếm tâm, ly cốt yêu phiên vân. Vân. Bất quá không có nhân đồ thánh bôi và thiết phương tỏa. Bởi vì lúc này Hồng Quân lão tổ, vẫn còn trảm ra đột phá cảnh giới, cả ngày quân cũng không tính, phía sau có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu pháp bảo, đều không đúc đi ra. Mà ở Hồng Quân lão tổ bên người, còn có một cái cô gái bảo vệ, chính là Kiêm Gia tiên tử. Hồng Quân, ngươi lần này trảm ra đột phá, nếu có thể chặt đứt trăm đạo, ta liền gả cho ngươi. Kiêm Gia tiên tử khẽ mỉm cười, phong tình vạn trùng. Hồng Quân lão tổ lúc này, còn không cùng nàng lập gia đình, hai người là thân mật đạo lữ quan hệ. Kiêm Gia, trăm gia chém nói dễ vậy sao, chân trời trước ta một bước trảm ra, là 99 đạo, ta muốn ta cũng là 99 đạo, cuối cùng một đạo tâm gông xiềng, có thể không cách nào chặt đứt.
Hồng Quân lão tổ khá có chút khó xử, hắn trong miệng nói chân trời, chính là võ tổ. Võ tổ tên thật kêu Võ Thiên Nhai, hai người là bạn thân. Lúc này, võ tổ trước Hồng Quân một bước, chạm ra đột phá. Chạm ra số lượng, là 99 đạo. Kiêm gia tiên tử bĩu môi, nói ta bỏ mặc, tương lai ta phu quân, phải là cái long trời lở đất, siêu thoát trần thế hết thảy phàm nhân nhân vật lớn, người nếu như cũng là 99 đạo, đó cùng người khác có cái gì khác biệt. Người nhất định phải chạm ra 100 đạo, ta mới gả cho ngươi. Hồng Quân lão tổ nghe lời nói này, cười khổ một tí, nói, được, vậy ta liền đánh vào 100 đạo gông xiềng. Lập tức, Hồng Quân lão tổ, liền bắt đầu thử nghiệm chạm ra. Diệp Thần ngưng thần nhìn chăm chú, Nhâm Phi Phàm trả lại như cũ hình ảnh, đặc biệt chân thực, giống như là ngày xưa cảnh tượng, toàn bộ lại xuất hiện vậy. Làm Hồng Quân lão tổ bắt đầu chạm ra, Diệp Thần chính là cảm thấy, hình ảnh bên trong, có hào hùng thiên địa linh khí, rót ngược xuống, hung hăng dốc vào nhập Hồng Quân lão tổ trong thân thể. Bỗng nhiên, hình ảnh vết nứt, cái này cổ hung mãnh thiên địa linh khí đánh cảm giác, lại ngay tức thì biến mất. Đột nhiên này biến mất cảm giác, giống như một cước đạp hụt, Diệp Thần toàn bộ tinh thần chăm chú đưa mắt nhìn dưới, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, đạo tâm ngưng động chất, phun một hơi, phun ra máu tươi. Thằng nhóc, xin lỗi. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần nói xin lỗi, hắn nơi trả lại như cũ hình ảnh, đứt quãng, là không liên tục. Cho nên, Diệp Thần nhìn chằm chằm nhìn thời điểm, hình ảnh thường xuyên có tê liệt cảm giác, để cho hắn đặc biệt khó chịu, thậm chí khó chịu đến hộc máu. Không có sao. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhận chịu xuống, sự chú ý lần nữa tập trung. Khói mù hội tụ, hình ảnh kia lần nữa nổi lên, Hồng Quân lão tổ ngồi xếp bằng chạm ra, đã bước vào ở giữa. Thân thể con người cả người, có 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hình ảnh, liền cảm nhận được, Hồng Quân lão tổ 12 cái đứng đắn, gông xiềng đã toàn bộ chặt đứt, còn dư lại kỳ kinh bát mạch. Cái này 12 cái đứng đắn, gông xiềng là như thế nào chặt đứt, Diệp Thần đã không thể nào biết được, bởi vì hình ảnh vết nứt nhảy vọt qua. Đáng tiếc. Diệp Thần một hồi thương tiếc. Nhâm Phi Phàm nói, không cần đáng tiếc, trước mặt võ đạo gông xiềng, rất dễ dàng chặt đứt, người không cần tham khảo, lưu ý bây giờ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói Ngưng mắt nhìn hình ảnh, Diệp Thần liền cảm nhận được, Hồng Quân lão tổ quanh thân linh khí nổ. Bắt đầu đánh vào kỳ kinh bát mạch lên võ đạo gông xiềng. Từng đạo võ đạo gông xiềng, ở Hồng Quân lão tổ hung mãnh dưới sự xung kích, tiếp liền đột phá, tình thế giống như dễ như bỡn. Thấy rõ không, chạm ra đột phá, trọng yếu nhất là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nửa đường không thể suy kiệt, nếu không khí thế một yếu, gông xiềng liền vĩnh viễn giam cầm, lại cũng khó mà chặt đứt. Nhâm Phi Phàm lên tiếng chỉ điểm. Diệp Thần nói, 12 cái đứng đắn, 8 cái kỳ kinh, toàn bộ chặt đứt, lúc này Hồng Quân lão tổ, chạm ra số lượng đã đạt tới 81 đạo. Kinh mạch gông xiềng chặt đứt, tiếp theo, chính là xương cốt. Xương cốt bên trong gông xiềng, sâu tận xương tủy, muốn chặt đứt, ngang hàng muốn nghiền nát xương của mình, phải chịu đựng cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Hình ảnh bên trong, Hồng Quân lão tổ bắt đầu đánh vào xương cốt chỗ sâu gông xiềng, gương mặt ngũ quan cũng nhăn nhó. Hiển nhiên thừa nhận cực lớn thống khổ. Diệp Thần nhìn Hồng Quân chạm ra thống khổ hình dáng, mình thật giống như cũng bị nhiễm, xương vô hình có chút đau đớn. Xương cốt bên trong gông xiềng, khó khăn nhất chặt đứt, là đầu cốt thượng tồn tại. Xương đầu gông xiềng, đánh thời điểm, một khi có cái gì bất ngờ, đầu lâu nổ tung, người sẽ ngay tức thì chết đi, vô cùng nguy hiểm. Thái thượng thiên nữ nặng chạm ra khóa, chặt đứt 90 lục đạo. Nàng phải đối mặt thứ 97 đạo, chính là xương đầu gông xiềng. Cái này gông xiềng, nàng không có thể chặt đứt. Dõi mắt đương kim thiên hạ, có thể chặt đứt đầu lâu gông xiềng, chỉ có Nhâm Phi Phàm một người. Xương đầu gông xiềng chém một cái đoạn, người tinh thần ý chí, liền sẽ thành được vô cùng cường hãn, chư tà không vào, vạn pháp bất xâm. Nhâm Phi Phàm đạo tâm, như vậy cương mãnh trầm ổn, bách chiết không cào, chính là bởi vì hắn xương đầu gông xiềng. Đã chặt đứt, tinh thần không có bất kỳ chướng ngại. Cái này thế gian, trừ trong truyền thuyết tầng thứ 9 tâm ma, không có bất kỳ tồn tại, có thể ảnh hưởng đến hắn đạo tâm. Đây chính là đầu lâu gông xiềng, chặt đứt sau chỗ tốt. Rắc rắc sát, Hồng Quân không ngừng chạm ra, quanh thân xương cốt từng đạo gông xiềng,
bị lục tục chặt đứt. Cuối cùng, hắn bắt đầu đánh vào xương đầu gông xiềng. Ở đánh thời điểm, hắn đầu lâu, phát ra hàng loạt giòn vang, thật giống như tùy thời muốn nổ tung nghiền vậy. Diệp Thần đều cảm thấy có chút da đầu tê dại, bước này, hiển nhiên là cực kỳ khủng bố, cực kỳ khó khăn. Liên liên thái thượng thiên nữ, đều nặng chảm ra khóa, có lần đầu tiên kinh nghiệm, cũng không cách nào vượt qua đi qua. Đời này tới giữa, chân chính chặt đứt đầu lâu gông xiềng, chỉ có Nhâm Phi Phàm. Lưu ý, xương đầu gông xiềng, muốn chặt đứt, tu được cương nhu gom lại, chỉ dựa vào man lực là không được. Nhâm Phi Phàm lạnh lùng nói. Hình ảnh bên trong, Diệp Thần quả nhiên chính là cảm nhận được, Hồng Quân lão tổ đánh vào đầu lâu gông xiềng, phóng thích ra linh khí, âm dương hòa vào nhau, cương nhu gom lại. Chỉ có như vậy lực lượng, mới có thể ở sông lên chém đầu cốt gông xiềng đồng thời, không làm thương hại tự thân tinh thần. Giao. Rốt cuộc, Hồng Quân lão tổ đầu lâu gông xiềng, bị sông lên chặn. Trong thoáng chốc, giống như là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu, nhô lên ra vô cùng sáng mờ, vô cùng tiên khí thụy thải. Vậy từng mảnh tiên khí, thậm chí ở trong hư không, diễn hóa ra vô số vũ trụ thế giới, khoáng đạt mênh mông. Đây chính là đầu lâu gông xiềng, chặt đứt sau khí tượng sao. Diệp Thần nhìn vậy thở mạnh voi, cũng là một hồi khiếp sợ. Nhâm Phi Phàm nói, đầu lâu gông xiềng vừa đứt, người tiềm lực, cũng sẽ bị điên cuồng kích thích ra, lấy trăm ra cảnh khu, cũng có thể ung dung nghiền ép phổ thông thiên quân. Trảm ra 97, chém chính là đầu lâu gông xiềng. Cái này đạo gông xiềng chặt đứt sau đó, người tiềm lực kích thích, coi như không có phi thăng, tự thân sức chiến đấu, cũng là đủ để nghiền ép tầm thường thiên quân, vượt cấp tác chiến năng lực cực kỳ khủng bố. Năm đó Nhâm Phi Phàm, từ thái thượng thế giới chạy khỏi, Vũ Hoàng cổ đế không biết phái nhiều ít ngày quân đuổi theo giết hắn, nhưng cuối cùng đều bị Nhâm Phi Phàm chuyển nguy thành an. Chính là bởi vì, năm đó Nhâm Phi Phàm đã chặt đứt đầu lâu gông xiềng, tiềm năng thật to mở rộng, có vượt cấp nghiền nát thiên quân khủng bố năng lực. Muốn chặt đứt đầu lâu gông xiềng, không nên dùng man lực, cương nhu gom lại là mấu chốt. Diệp Thần thật sâu nhớ trước, ánh mắt tiếp tục xem hình ảnh kia. Lúc này Hồng Quân lão tổ đã chặt đứt 97 đạo gông xiềng, còn thiếu cặp mắt gông xiềng và tim gông xiềng. Cặp mắt gông xiềng phải như thế nào chặt đứt? Diệp Thần trong lòng bàn tư trước. Nhưng gặp Hồng Quân lão tổ bỗng nhiên mở mắt ra, cặp mắt bắn ra mênh mông khoáng đạt nóng rực ánh mắt, tựa như có thể xuyên thấu vạn cổ thời không, nghịch chuyển thời gian sông dài vậy. Hải nạp bách xuyên, thâu tóm thiên hạ, ta ánh mắt sở trí, đều là ta lãnh thổ. Hồng Quân lão tổ bỗng nhiên phát ra hào hứng vạn trượng lời nói, đứng lên, không còn là ngồi xếp bằng trạng thái, mà là tựa như một cái quân lâm thiên hạ vương giả. Kiêm gia tiên tử đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn Hồng Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 380.